Rồi, chào tất cả các anh chị. Hôm nay sẽ là buổi học đầu tiên của khóa học cấp tốc, đầu tiên luôn ha, khóa đầu tiên luôn. Thì hôm nay cũng có một số anh chị vắng, buổi đầu có thể anh chị chưa quen hoặc là vì chuyện đột xuất gì đó vắng. Thì nếu anh chị nào vào trễ thì có thể xem lại video, em có quay lại để mà đưa lên trên Vimeo, nên anh chị cũng không quá lo lắng. Thì buổi đầu tiên cũng chỉ là làm quen các thuật ngữ, cũng như giới thiệu cho anh chị, hướng dẫn cho anh chị mở các tài khoản demo, chuẩn bị một cái tài khoản, một phần mềm để chúng ta sẽ thực tập, thực hành từ đây tới cuối khóa trên phần mềm đó. Thì cũng không phức tạp lắm, một số anh chị có thể biết rồi, một số anh chị thì có thể là hơi bỡ ngỡ. Thì chỉ cần anh chị đọc thêm sách tài liệu, những cái tài liệu mà em gửi trước buổi học cách đây một tháng, thì anh chị đọc qua anh chị có thể tìm làm được rồi. Những video có sẵn hết rồi, cũng đầy đủ hết. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn lại cho các anh chị từng bước thao tác. Nếu anh chị nào chưa nắm thì có thể xem cho kỹ, còn anh chị nào nắm rồi thì cứ việc tìm hiểu thêm, nếu thiếu thì bổ sung, còn không các anh chị cứ việc chú ý theo dõi. Rồi, thì cái lĩnh vực này á thì nó hơi khó một tí, các anh chị phải chịu khó học rất nhiều, đọc rất nhiều tài liệu kiến thức, cũng như thực tập rất nhiều kỹ năng. Mà cái khó nhất chính là cái tâm lý của từng anh chị. Nghề này phần lớn là sẽ là thua lỗ do tâm lý của anh chị, do lòng tham của anh chị, cũng như cái kiểm soát, cái một số cái kỹ năng kiểm soát về tài chính, kiểm soát về vốn hơi không có được ổn định, thay đổi do lòng tham, nên là phần lớn anh chị là tỷ lệ thua nhiều hơn là thắng. Nên để thành công cái nghề này thì từ hôm nay bắt đầu học, anh chị phải tuân thủ cái rule của em đưa ra, có nghĩa tất cả những cái phương pháp kỷ luật, cũng như những cái thứ tự các bước thực hành thì các anh chị làm theo đúng theo thứ tự, thì các anh chị sẽ có thể gọi là học được, thành công được sau 2 năm. Còn nếu các anh chị nào đó mà vẫn cứ theo những thói quen cũ, hoặc là những cái kỹ năng mà mình học nơi khác, hoặc là những cái thói quen đó, nó sẽ làm ảnh hưởng tới kết quả giao dịch của mình. Dù mình học phương pháp nào đi nữa thì cái lòng tham cũng như cái kỷ luật của mình không có, sự kiên nhẫn mình không có thì cũng sẽ thua lỗ hết. Thực ra những cái này không có gọi là tuyệt chiêu gì hết, phần lớn là những kỹ năng này là của từng những cao thủ trên nước ngoài, họ nghiên cứu, họ chia sẻ lại, thì em chỉ học lại và truyền lại cho các anh chị một cách đơn giản nhất, dễ hiểu nhất, để anh chị rút ngắn thời gian lại trong quá trình tìm hiểu. Thì bước đầu tiên thì tất nhiên các anh chị phải cần một email Gmail ha. Thì một số anh chị có thể biết rồi, một số anh chị có thể chưa biết, hay dùng Yahoo hoặc là những cái email khác cũng được, không thành vấn đề. Nhưng mà em lại khuyên các anh chị nên dùng Gmail, nhiều yếu tố nó dễ sử dụng sau này, hoặc là nhiều yếu tố khác nó lại tích hợp do những cái công cụ miễn phí của Google nữa, nên chúng ta sẽ dùng một Gmail để chúng ta mở một cái tài khoản. Thì các anh chị mở một cái tài khoản Gmail mới ha. Nếu anh chị có Gmail rồi thì các anh chị có việc sử dụng Gmail cũ được hết, không ảnh hưởng gì hết. Còn nếu anh chị chưa có thì anh chị cứ vào gmail.com ha. Anh chị mở cho em một cái tài khoản. Tài khoản này để liên kết dưới sàn sau này. Liên kết dưới sàn sau này để mà làm một số công việc khác nữa. Một số anh chị có thể biết rồi. Thì anh chị có thể... để cái nghề này mà sau này để thành công hay không thành công thì anh chị nên đặt cho em một cái thương hiệu. Dù mình có thành công hay không thì mình cũng làm một cái thương hiệu, bắt đầu từ email luôn. Email này chúng ta sẽ liên làm những việc sau này, ví dụ như là để gửi cho đối tác nè, gửi cho nhà đầu tư nè, hoặc là để trao đổi giữa các thành viên với nhau, hoặc là để login vào một số kênh đặc biệt, cũng như là mục đích thì chúng ta tạo một cái thương hiệu. Ví dụ em đây là thương hiệu Tiểu Long Forest ha, thì các anh chị có thể dùng một cái thương hiệu gì đó, một cá nhân, một cái tên gì đó, miễn sao anh chị có thể là sau này anh chị truyền thông ra ngoài ai cũng biết tới anh chị là chuyên gia forex chẳng hạn, là chuyên gia đầu tư chẳng hạn, ví dụ thì anh chị có thể đặt một email đó, tùy tùy anh chị ha. Cái này nó có sẵn rồi, để em thoát cái này ra. Nếu anh chị có sẵn rồi á thì nó dễ rồi, còn không có thì anh chị cứ tạo một cái tài khoản mới ha. Thì em ví dụ tạo cho một cái tài khoản mới thì anh chị đơn giản thôi, từng bước anh chị sẽ
Nhập cái này tốt nhất anh chị nên dùng họ tên mình thật luôn hả, để sau này cho dễ tiện sau này, ví dụ vậy. Đừng có tiếng Việt nha anh chị. Rồi thì cái tên người dùng này đang ở chỗ vị trí này thì các anh chị để cái tên, ví dụ anh chị dùng thương hiệu, ví dụ như em Tỷ Long Ebit thì em dùng Tỷ Long Ebit chẳng hạn, có anh chị dùng cái khác thì anh chị có thay đổi. Ví dụ em dùng cái thương hiệu này chẳng hạn, ví dụ là nếu nó có rồi thì anh chị có thay đổi. Nhiều người sử dụng quá rồi, ok em để sửa đổi đây. Rồi đó, ví dụ nó không trùng thì anh chị có một cái thương hiệu Fruitly Forest chẳng hạn, tạo một email như đó tùy anh chị ha. Thì mật khẩu các anh chị sử dụng mật khẩu nó cho dễ nhớ. Cái này ngày sinh nhật anh chị có thể ảnh cũng được ha, có thể sử dụng ngày sinh nhật không đúng như thực tế của mình ha, không nhất thiết phải đúng, anh chị có thể chọn tự do, để tránh trường hợp nó lộ một số thông tin cá nhân của anh chị sau này để xác minh với ngân hàng này kia nó lộ ra không hay, anh chị có thể dùng ảo cũng được, sau này khi cần mình sẽ sửa lại sau ha. Rồi số di động thì anh chị phải dùng đúng số di động của chị để active. Nếu anh chị có một email cũ thì anh chị có nhập vô đây email này để sau phục hồi email, ví dụ như bị hack hay bị gì đó thì có một email cũ, nó sẽ giúp cho anh chị phục hồi lại cái mật khẩu của anh chị, anh chị có thể sử dụng vô đây, hoặc không anh chị có thể bỏ trống cũng được, không ảnh hưởng gì. Em khuyên là tốt nhất nên dùng email cũ chẳng hạn, ví dụ email cũ của em là thế này, cdvn ha. Rồi đây là coi như là bước đầu tiên là anh chị có một cái thương hiệu để làm việc, email này cho anh chị sẽ đi suốt đời để làm việc với cái lĩnh vực là về cái mảng forex này, cũng như cái mảng đầu tư này, đi với anh chị có thể chọn sau đó tùy. Đúng ra những phần này em sẽ không bổ sung, không hướng dẫn, nhưng mà một số anh chị lớn tuổi ở đây có thể là trước giờ sử dụng Yahoo, sử dụng những cái kênh email khác không rành, nên em sẽ hướng dẫn lại cho anh chị biết. Rồi coi như hộp thư của anh chị đã có sẵn sàng, sẵn sàng rồi, chúng ta chỉ dùng cái thư này để làm cho nhiệm vụ chúng ta để học trong quá trình học thôi, còn sau này anh chị có thể đổi là tùy anh chị ha. Nhưng mà cái email này thì anh chị nhớ mở là phải nhớ bắt buộc ha, không nhớ bắt buộc sau này ví dụ như em mở tài khoản Forex xong rồi lỡ có trục trặc giấy tờ gì đó, lỡ có bị gì đó mà anh chị khai báo giả hết từ số điện thoại, từ email phục hồi bắt buộc gì đó, thì khi mà sàn liên hệ với anh chị không biết được, không vào email được là trục trặc lớn với anh chị ha. Rồi sau đó các anh chị vào cái Tiểu Long Forex ha, Tiểu Long Ebit.com ha, vào trang web này thì nó có một cái bài hướng dẫn mở cái tài khoản ở đây, hướng dẫn mở tài khoản ở đây, thì cái này là em hướng dẫn khá chi tiết rồi, các anh chị từng bước cái việc làm theo thôi, hướng dẫn từng bước làm theo. Thì trong này các anh chị những thông tin này là em đã thay đổi liên tục, update liên tục, nên anh chị chịu khó thay lên vào kiểm tra liên tục, ví dụ sau này 1-2 năm sau hay là vài tháng sau anh chị cũng vào kiểm tra để kiểm tra những cái chương trình mới của sàn thì em có update ở đây, anh chị nên nhớ cái link chỗ này để anh chị vào. Thì bước một đầu tiên anh chị click vào đây, cái link này là cái đường link mà là em đang là đại diện cho sàn ở Úc, có nghĩa hiện tại là tất cả những thành viên nào đó, những học viên hay là những khách hàng nào đó mà mở qua cái đường link này thì sẽ được IC Market sẽ đưa vào hỗ trợ, có nghĩa là sẽ có người Việt hỗ trợ, và những anh chị nào mở qua đường link này thì sẽ được em hỗ trợ, hỗ trợ sau này luôn, hỗ trợ về liên hệ trục trặc với sàn, hỗ trợ mua bán cũng như hỗ trợ bất cứ cái liên quan nào đến cái sàn này, có vấn đề gì thì em sẽ chủ động liên hệ với sàn để xử lý cho anh chị. Thì anh chị click vào đây, các anh chị để ý cái số này 1284 hả, số này là một cái ID, mỗi nhà đầu tư sẽ có một cái nhà mà gọi là partner, gọi là khách hàng của anh của sàn thì sẽ cấp cho một cái ID đó, anh chị dùng cái ID này để nhập vào trong quá trình mở nếu yêu cầu. Rồi thì anh chị click vào này anh chị đơn giản thôi,
Thì trước giờ là anh chị mở cái demo, nhưng mà em sẽ không chỉ mở demo, tại mở demo là sau khi nâng cấp lên cái tài khoản Reel sau này phức tạp, nên là mình sẽ làm thẳng một lần thôi là mở tài khoản Reel luôn. Nhưng chúng ta không cần phải nạp tiền, không cần phải phải xác minh dưới sàn làm gì hết, mở tài khoản Reel nhưng mà dùng demo. Đó, có nghĩa là trước giờ là chúng ta sẽ hai bước, nhưng bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái bước phức tạp đi, chúng ta mở thẳng luôn cái tài khoản Reel luôn, để sau này chúng ta không cần phải từ tài khoản demo nâng cấp lên tài khoản Reel như thế nào, nó mất thời gian nữa, thì lúc đó sẽ phức tạp hơn. Thì chúng ta vào vấn đề luôn, là chúng ta sẽ mở trực tiếp luôn. Thì nếu mở cái này thì khi anh chị khai báo số điện thoại thì bên Úc sẽ có người Việt bên Úc, người ta sẽ dùng số điện thoại, số điện thoại là em để ở đây, cái số điện thoại này người ta sẽ gọi về cho anh chị, anh chị cứ nhắc máy, đừng lo, tại vì số này số sàn IC của Úc dùng một số duy nhất cái số này thôi, người có thể thay đổi nhưng mà số thì cố định đó, nên là anh chị không lo. Cũng như một số khác thì nó gọi điện mất tiền thì không lo chuyện đó, số này thì uy tín nên các anh chị có sử dụng ha. Rồi các anh chị nhớ nha, các anh chị phải nhập tên họ tên chính xác nha, để sau này update cái hồ sơ lý lịch cũng như những cái hóa đơn chứng từ chứng minh nhân dân bằng lái xe gì đó thì nó sẽ kiểm tra, nên là anh chị phải nhập cho chính xác, nếu không là anh chị sẽ bị trục trặc sau này, sau này là chúng ta phải mở lại tài khoản khác nữa. Thì first name thì anh chị cứ nhập vô cái tên của anh chị ha, ví dụ tên của anh chị là Long thì anh chị nhập vô tên Long, còn last name này anh chị nhập họ và cái tên lót luôn hả, họ lót luôn hả, ví dụ họ lót luôn. Thường xuyên những một số sàn khác thì sẽ họ tách ra cái middle name là cái tách riêng họ Thanh, cái họ lót này ra một cái vùng khác, nhưng mà sàn này không có thì anh chị có thể nhập luôn thế này được, hoặc là anh chị cũng có thể nhập là họ lót ở trên này cũng được. Đó, tùy anh chị thôi, đều là đúng hết, nhưng mà em khuyên nên nhập thế này thì hay hơn. Còn email thì anh chị mới vừa tạo email gì anh chị khai báo vô đây, chị nhập cho chính xác hả, nhập không chính xác là anh chị không có ti được, không có ti được là coi như quá trình mở tài khoản sẽ bị thất bại ha. Rồi quốc gia này nó sẵn có sẵn Việt Nam rồi, anh chị không cần chỉnh nữa. Một số anh chị khác sử dụng IP ở nước ngoài cũng như sử dụng VPN hay là sử dụng những cái IP phát IP gì đó thì lúc đó cái mục này sẽ không thay đổi được ha. Các anh chị để ý, một số anh chị đã sử dụng cái vấn đề đó cho những công việc khác, nhưng mà khi mở tài khoản thì anh chị phải tắt cái đó đi, nếu không là nó sẽ hiển thị một cái quốc gia cố định là đảo ship ha, một quốc gia cố định đảo ship đó, nên là anh chị cẩn thận cái này, nên anh chị phải đúng, nếu lỡ bị xảy ra trường hợp đó thì anh chị nhớ cái video này mà anh chị vào tìm lại để cách mà xử lý. Rồi anh chị nhập cho đúng cái số điện thoại này. Sàn IC này nó có đặc biệt là số điện thoại trùng không ảnh hưởng gì, họ tên trùng không ảnh hưởng gì hết, chỉ cần email khác. Là nếu như anh chị mở một cái nơi khác với một cái dịch vụ khác mà anh chị tình cờ biết tới video này thì anh chị có thể mở lại với một email khác với thông tin cũ đều được hết, nên không ảnh hưởng gì hết anh chị ha. Rồi tới trường hợp này thì hiện tại thì chúng ta chỉ chọn cá nhân thôi ạ. Thì sắp tới sàn IC Market nó sẽ có update lên tiếng Việt. Những anh chị nào tiếng Anh yếu thì anh chị có thể chuyển sang tiếng Việt, nhưng hiện tại bây giờ là tiếng Việt nó dịch bằng Google nên là nó không được chuẩn lắm, nên là anh chị có thể dùng tạm tiếng Anh. Còn nếu anh chị muốn thì anh chị có thể chuyển dùng Google để dịch, trong này hiện tại nó không có, mình sẽ dùng cái công cụ Google để dịch sau, thì cái đó thì những anh chị nào biết thì lên trên Google để tìm ha. Còn cái này em sẽ sử dụng tiếng Anh. Rồi thì cái trường hợp này anh chị nhớ khai báo. Ở đây video em sẽ dùng những cái thông tin nó không đúng, tại vì public cái video này, nên là sau này anh chị phải dùng đúng cái ngày tháng năm sinh của anh chị. Nếu mà sai thì sàn nó kiểm tra nó sẽ không active cho anh chị ha. Rồi ngay một địa chỉ này, sàn IC nó đang bị lỗi là những cái xuyệt, những anh chị nào nhà nhiều xuyệt, ví dụ như mình nhập, ví dụ bình thường nhà nhiều xuyệt quá đó, nhiều xuyệt thì anh chị không được gõ cái tự xuyệt này ha, cái tự xuyệt này sàn sẽ báo lỗi, vì thế là anh chị phải dùng dấu gạch ngang, dùng dấu gạch ngang để đại diện cho cái dấu xuyệt dài ha, anh chị nhớ
chỉ riêng sàn EC là đang bị lỗi chỗ này, em có báo với sàn rồi nhưng sàn vẫn chưa sửa, nên các anh chị để ý chỗ này. Ví dụ có cái xuyệt, bao nhiêu xuyệt thì anh chị nhập và bao nhiêu ha. Ví dụ vậy, đó, ví dụ vậy. Anh chị nhập cái này, chứ nếu mà anh chị nhập là 117 xuyệt 30 xuyệt 21 là coi như anh chị sẽ không vào được ha, nó sẽ báo lỗi ha, mở hoài không được đâu. Địa chỉ này anh chị phải dùng đúng nha. Thì trong quá trình mở nó sẽ có trường hợp này, chứng minh nhân dân anh chị thì có thể từ nơi cũ, địa chỉ nhà cũ, hoặc là bằng lái xe là từ cái địa chỉ nhà của hộ khẩu nhà cũ chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ anh chị đang có chuyển qua một cái nhà mới với một cái số mới, thì anh chị nên dùng cái số nhà trên cái giấy tờ mà anh chị sử dụng, như hóa đơn điện nước nè, hóa đơn internet nè, hóa đơn thanh toán về TV, truyền hình cáp hay bất cứ thứ gì đó, điện nước, truyền hình cáp gì đó, những hóa đơn đó thì anh chị nên dùng cái địa chỉ trên khai báo đó, đừng dùng địa chỉ trên chứng minh nhân dân. Tại vì chứng minh nhân dân bằng lái xe mà anh chị không có cái hóa đơn thì không chứng minh anh chị đang sống ở tại vị trí đó, nên chị chú ý phần này ha. Tại vì cái này rất quan trọng, rất nhiều anh chị hỏi, nên là lần này em sẽ hướng dẫn kỹ luôn. Sau này những video nào những anh chị khác, cái khóa học sau này thì sẽ không được hướng dẫn cái phần này nữa, chỉ anh chị đầu tiên được hướng dẫn thôi, nên chị chú ý chỗ này. Những sau này thì anh chị khác thì em chỉ cho xem video này thôi. Thì ngay chỗ trường hợp ngay chỗ này thì một số anh chị ở tỉnh Đồng Nai hay gì đó thì anh chị nhập vô, còn hiện tại em ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì em để Hồ Chí Minh luôn ha. Những anh chị ở tỉnh nào đó thì anh chị nhập cái tỉnh đó vô, tỉnh vô. Và quan trọng cái phần đây này, zip code này, postal là rất nhiều, rất nhiều anh chị bị sai chỗ này, thì hiện tại em đã biết trước chuyện đó nên em đã để sẵn một cái hướng dẫn đây, mã zip code đây, anh chị vào đây. Anh chị không biết được cái tỉnh ở mình ở đâu đó, khu vực nào đó, miền xa, miền xôi, hẻo lánh gì đó, anh chị muốn biết được cái mã zip code này để chị nhập cho đúng thì anh chị vô đây, để em có để sẵn đây rồi. Ví dụ đó, thành phố Đà Nẵng, Cao Bằng hay những tỉnh xa xôi gì đều có đây hết rồi. Anh chị có việc tìm đúng cái vị trí mình, ví dụ như Hồ Chí Minh đang là 700.000 này đó. Còn những cái khu vực khác thì anh chị tìm đúng khu vực của mình ha, chỉ cần Ctrl F gõ cái tên vô, ví dụ Cao Bằng hay là gõ cái tên gì đó của mình vô thì nó sẽ nhảy đúng vị trí đó cho anh chị ha. Thì tạm thời em Hồ Chí Minh, em sẽ nhập Hồ Chí Minh. Các anh chị sẽ tự tìm cái zip code của mình để nhập ha, nhập cho đúng. Tại không đúng sau này một số các thông tin mà sàn gửi về hoặc là cái này kia sau này nó sẽ bị sai, nó không đến tới tay anh chị ha. Rồi các anh chị chú ý chỗ này, bước này rất quan trọng. Bước này để mà là sau này em kia cũng như là tất cả bên sàn IC, khi ai mở qua ID này thì họ sẽ kiểm soát và họ sẽ làm việc riêng với em. Thì lúc đó như anh chị bị trục trặc gì đó thì em sẽ dựa vào thông tin này để em hỗ trợ anh chị đó. Để anh chị chú ý cái này, check vào cái mục này ha. Rồi tới cái giai đoạn này thì chúng ta chỉ chọn MT4 thôi. Thì hiện tại sắp tới bước qua trong tháng 2, tháng 5 này là sàn IC nó có chính thức, nó có MetaTrader 5 là phiên bản mới sau này, nhưng mà rất nhiều công cụ của mình sử dụng thì không được hỗ trợ, nên vì thế chúng ta chỉ quan tâm tới MetaTrader 4 thôi. Còn cái CTrader này thì là một cái phần hãng, phần mềm khác, là một chức năng sử dụng hoàn toàn khác, nên là để sử dụng nó cũng cực kỳ phức tạp, nên vì thế anh chị nên chọn cái MetaTrader thôi ha. Rồi thì trong quá trình mở thì nó sẽ có hai cái loại tài khoản, một loại tài khoản là standard. Tài khoản này thì bình thường á là phí rất cao, cái phí anh chị giao dịch nó rất cao, có thể là spread nó có thể lên tới 2-3 bip hoặc là 4-5 bip gì đó. Nên là số bit này sau này lắc nữa em sẽ hướng dẫn cho anh chị biết, tạm thời anh chị chỉ biết nghe vậy thôi. Đó thì nó sẽ phí rất cao, nó cùng là cái phí để trả cho sàn rất cao, vì thế em khuyên anh chị dùng cái TrueSN thôi. Còn những nơi khác họ khuyến khích anh chị dùng cái chuẩn là standard này á, là để họ kiếm tiền hoa hồng. Ví dụ như những cái nãy cái số IP của em đó. Cái số IP, ví dụ IP này, thì những anh chị nào sử dụng qua IP này thì tất nhiên sàn nó sẽ trả cho em một hoa hồng, một số hoa hồng nhỏ. Nếu anh chị sử dụng mà họ khuyến khích mở sàn standard thì cái hoa hồng của sàn standard này sẽ gấp đôi, nên là em không khuyến khích anh chị sử dụng cái này, tại vì cái này nó sẽ
anh chị giao dịch một lệnh là cái số tiền anh chị bị âm nhiều lắm, nên anh chị sẽ phí, nên anh chị có sử dụng True Exchange cho em. Chuẩn này là chuẩn liên ngân hàng, thì đồng nghĩa chứ cái chuẩn liên ngân hàng này á thì nó sẽ xảy ra nhiều trường hợp, nó phức tạp hơn chút là nó bị hay bị trượt giá. Tại vì tốc độ chuyển giao giữa sàn EC Market lên cái sàn liên ngân hàng quốc tế thì nó bị trễ, nên là có thể là nó bị tin ra lớn, tin này kia nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Nhưng mà nó được lợi cái là mình không bị dính tới chuyện là bị làm giá. Giống như bị làm giá là ví dụ standard này thì thường xuyên người ta sẽ biết được những thành viên nào mới chơi á, thì họ không có kinh nghiệm, họ chỉ chọn standard. Vì thế một số sàn đểu á thì sẽ họ đưa những danh sách standard này vào cái danh sách gọi là làm giá, là có nghĩa là thắng thua là do họ quyết định đó. Nó cũng là nó sẽ không an toàn lắm. Tuy standard này không trượt giá lúc tin, nhưng mà những cái vấn đề khác thì mình là nguy hiểm, nguy hiểm, nó không ảnh tốt cho mình. Nên vì thế những ai có kinh nghiệm người ta sẽ chọn True Exchange hết. Vì thế em có kinh nghiệm em truyền lại cho anh chị chọn cái này. Còn chuyện đi qua nơi khác người ta khuyến khích mở standard thì chị kệ họ ha. Chúng ta sẽ làm những cái gì chúng ta mà giảm tốt nhất cho nhà đầu tư thì em sẽ hướng dẫn. Còn ở chỗ này, nếu anh chị nào có tài khoản bên Úc, anh chị muốn giao dịch tiền Úc thì anh chị chọn chọn ha. Anh chị nào đang ở Nhật, anh chị mà muốn giao dịch tiền yên Nhật thì anh chị chọn. Hiện tại IC hỗ trợ khá nhiều đồng tiền ở đây, anh chị có thể chọn. Anh chị có thể chọn theo đúng cái tiền mình, tại vì anh chị chọn đúng cái số tiền mà mình đang có thì tránh sự chuyển đổi, có nghĩa là quy đổi ngoại tệ đó. Ví dụ anh chị đang ở Nhật á, một số anh chị ở đây cũng đang ở Nhật này, đang ở châu Âu hay đang ở Singapore gì đó, thì nếu mà mình đang sử dụng tại cái thẻ mình là tài khoản Singapore tiền Nhật mà chúng ta lại sử dụng tài khoản MT4 là đồng USD, thì lúc đó anh chị sẽ bị mất một cái phí chuyển đổi 1 đến 3%, hoặc là tùy cái giai đoạn biến động của ngân hàng là bao nhiêu phần trăm đó. Nên là sẽ qua cái giá tỷ giá giữa hai cái đồng tiền đó, nó sẽ có nó lệch bao nhiêu đó thì anh chị sẽ bị mắc cái số phí đó. Nên em khuyên là anh chị ở quốc gia nào thì anh chị chọn số tiền đó cho em. Rồi hiện tại thì phần lớn em để USD, tại vì cái số tiền nó tính USD nó sẽ dễ nhìn hơn với những đồng tiền khác, nên là anh chị sẽ bị ảnh hưởng cái vấn đề gì mắt con mắt mình ha. Ví dụ mình giao dịch bình thường mình muốn demo tài khoản USD, mình giao dịch là một bit với một lot chuẩn thì mình thua là 10 đô, nhưng với đồng tiền Singapore thì mình thua tới mười mấy 20 đô đó. Thì lúc đó anh chị sẽ bị cái thói quen anh chị mắt nó nhìn nó khác lệch. Ui, tại sao hồi xưa tôi thua 10 đô bây giờ tôi thua tới 20 đô? Nên anh chị sẽ bị rối, sẽ bị tâm lý chẳng hạn. Nên anh chị dùng cái gì thì quen cái đó, dùng USD thì nhìn hoài USD cho nó quen, để chúng ta biết là thua 10 bit là chúng ta thua 10 đô đó. Còn dễ tính hơn nữa, ví dụ anh chị dùng Singapore thì anh chị thua 10 bit nhưng mà anh chị không phải thua 10 đô mà thua sẽ mười mấy 20 đô đó. Nên là cái nó sẽ khác chỗ đó, có được cái này giống các kia thì em giải thích cho anh chị hiểu luôn, để sau này anh chị mà tự chọn tập cho nó quen luôn từ đầu ha. Rồi tới trường hợp này thì anh chị cũng nên đừng có chết vào beginner ha. Tất nhiên là mình cũng chảnh chạy chút, tuy anh chị mới học nhưng mà anh chị để cho sàn biết là chúng ta có kinh nghiệm, để mặc dù sàn này uy tín họ không nói nha, còn một số sàn khác họ không uy tín thì anh chị nên chứng tỏ ta có kinh nghiệm để cho họ không đưa chúng ta vào một cái server gọi là server làm giá hay là server ôm lệnh đó. Ôm lệnh có nghĩa là giống như nhà cái, người ta ôm lệnh, người ta không có, người ta biết mình chắc chắn thua mà, tại 90% thua lỗ người ta ôm lệnh. Nên là mình chứng tỏ cho mình là pro thì mình có thể chọn chế độ này hoặc chế độ này đó, thì để khỏi bị gọi là gì chảnh chẹ quá thì mình chọn chế độ chính giữa để cho nó chắc, là cỡ này là đủ rồi. Để đây là những cái mẹo thôi, cho một số anh chị là sử dụng những cái sàn khác ở quốc gia khác chẳng hạn, thì đây là một cái mẹo thôi. Rồi thì anh chị chọn những cái thông tin này để ví dụ đây, chọn những thông tin câu hỏi mình bỏ mặt gì đó anh chị ha. Anh chị ví dụ thì mình sẽ chọn để sau này mình nhớ, mình đổi bắt buộc gì đó nó sẽ hỏi mình trả lời cho đúng ha. Rồi anh chị accept thôi. Rồi đây là qua như quá trình mở một cái tài khoản
là coi như đã xong, anh chị đã xong thì mở cái này anh chị sẽ giảm được cái bước là mở ra tài khoản demo rồi mở tài khoản real nữa, nên là anh chị sẽ giảm được cái giai đoạn đó. Thì tất cả các bước em làm nhanh, nhưng thực ra các bước đây nó có hướng dẫn đây hết anh chị ha. Bước 2 này làm thế nào này, ở đây em có hướng dẫn đây chi tiết rồi. Các anh chị có thể bước 3, bước 4 đó, lý do tại sao em có ghi đây rõ rồi này, anh chị có thể xem lại sau ha, anh xem lại sau. Còn hiện tại em mở nhanh để em hướng dẫn cho anh chị những cái bước tiếp theo. Thì quá trình cái này nó chỉ là tài khoản tạm thôi, tại do chúng ta chưa có active, thì chúng ta vào kiểm tra email lại. Để coi kiểm tra email đây, anh chị để ý chỗ này ha. Đôi khi nó sẽ vào spam, kiểm tra, ví dụ chúng ta kiểm tra spam, tôi mở kiểm tra spam mà không thấy có đó, thì chúng ta là kiểm tra trên cái mục quảng cáo, hộp thư đến ha, cái mục quảng cáo nó sẽ có một email để anh chị kiểm tra thông tin login ha. Đó, đây chỗ này đó. Đó thì nó gửi cái thông tin cho anh chị như thế này đó, anh chị có được cái log user để login sau này, login vào cái quản trị á, log em sẽ chỉ cho anh chị login như thế nào. Tạm thời này, anh chị đến chỗ này, nhiều anh chị rất không tìm ra cái chỗ này ha, không tìm ra cái mục quảng cáo này đó, nên là em chỉ luôn. Thì đó, đây là bắt buộc tạm thời, thì đây là cái vùng để anh chị login ha, vùng để anh chị login đó. Đúng ra thì nó sẽ có mở cho gửi cho anh chị một cái email active nữa, nhưng mà sau lúc đây thì mở là không thấy. Có thể là sàn họ sẽ tự active cho mình chẳng hạn, em không thấy một email active nữa. Thì anh chị để ý chỗ này, một quảng cáo ha. Khi có trường hợp này thì anh phải lưu, anh chị lưu cái thông tin này, hoặc là anh chị có thể đổi sang một bước vượt khác cho rõ hơn, thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị cái bước đó luôn. Tạm thời anh chị vô sẵn rồi, anh chị cứ thoát đi, anh chị cứ log out ra đi, em sẽ chỉ cho các chị cách login là từ đầu. Để nhiều anh chị lớn tuổi, anh chị là không biết cái thao tác này thì sẽ khó khăn cho anh chị ha. Rồi, ví dụ bình thường mình muốn vào lại cái sàn IC ha, thì anh chị có thể có nhiều cách. Anh chị có thể gõ IC Market ra, gõ trực tiếp trong web, hoặc là gõ trên Google tìm, thì anh chị cứ gõ icmarket.com. Rồi anh chị vào đây, anh chị để ý cái góc bên này ha, để ý cái sign này ha, vùng này để anh chị vào cái quản trị đó. Đây là một cách. Cách thứ hai là anh chị vào là cái email, vào là cái email cũ ha, email mà thông báo cho chị, anh chị click vào đây, nó có vùng này, nó có vùng này để nó đưa vào anh chị vào cái vùng để login luôn đó, vào vùng này anh chị xem đó. Hoặc là chúng ta có thể từ cái giao diện trang chủ nãy chúng ta sign, nó cũng vào tương tự giống trường hợp này đó, anh chị xem nó giống nhau hết. Đó là hai cách làm để anh chị biết. Rồi thì như username thì anh chị lấy cái này, anh chị đây này, đây anh chị có thể cái username anh chị có thể copy ha, để mà an toàn, mà khi copy mà đôi khi copy nó có chèn những cái từ lạ, thì anh chị có thể mở ra một cái trình duyệt hay một cái gì đó, anh chị bắt lên đây, anh chị copy lại cho nó chắc, để tránh trường hợp nó chèn những cái từ lạ, lúc đó mình login nó sẽ báo lỗi. Thì rất nhiều trường hợp, rất nhiều anh chị ha, trước đây rất nhiều anh chị bị báo lỗi cái trường hợp là bị chèn cái từ lạ vào login hoài không được. Thì một số login không được thì anh chị có thể tự gõ từng cái từ lại ha, tự gõ lại giùm em. Tại vì không hiểu lý do tại sao đó mà sàn cũng chưa khắc phục được lý do tại sao mà cứ phải gõ mới được, mà copy dán thì là bị báo lỗi. Nên là vấn đề này thì sàn đang làm lại, thì sắp tới làm lại ổn định thì tính. Còn bây giờ tạm thời chúng ta có thể sử dụng những cái mẹo này để chúng ta login không bị lỗi. Rồi anh chị cứ login vào quản trị. Rồi coi như anh chị vào lại được quản trị. Anh chị có thể lưu cái này để nhớ, hoặc là em khuyên cũng không nên, tại vì cái trạng thái này nó sẽ nhớ mà máy tính dùng tạm thì sẽ nguy hiểm cho anh chị ha. Rồi thì khi ngay chỗ này anh chị xem, nếu mà sàn nó chưa active thì anh chị chưa sử dụng được cái này đâu. Chúng ta chưa cái active cái login, cái upload mấy cái thông tin cá nhân á, chúng ta chưa sử dụng được, chưa sử dụng được. Vì thế các anh chị để chỗ này, bước tiếp theo. Thì những cái thông tin mà upload thông tin chứng minh nhân dân này thì anh chị có thể tự làm cho đỡ phải mất giờ cho chúng ta. Thì chúng ta bây giờ quan trọng nhất là chúng ta tập trung vào cái phần cài đặt là quan trọng hơn. Còn những cái xác minh tài khoản, thông tin chứng minh nhân dân thì anh chị có thể xem từ bước số 6 này ha, bước số 5 này. Những cái nói của em là có đầy đủ hết rồi. Bước số 5 này, bước số 6, xác minh upload tài liệu như thế nào. Và anh chị nhớ cái thẻ thì phải che hết trước cái mặt lại ha. Anh chị có thể cắt miếng giấy che trước cái chữ số lại,
sáu chữ số lại để chụp hình cho nó khỏi 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 dính cái số đó, để khi nào xanh lộ thẻ ra thì sau này mất công anh chị sẽ bị mất tiền, bị hacker nó tấn công hay là bị nhiều lý do gì đó, tế nhị gì đó, nó sẽ mất tiền anh chị chẳng hạn. Thì anh chị theo từng bước này anh chị làm theo là có sẵn rồi, còn những mẫu xác minh thế nào cũng có sẵn rồi, anh chị có việc xem này làm theo thì em sẽ bỏ qua cái giai đoạn này. Tại ở đây tài khoản chúng ta mới ảo nên không có xác minh được cho anh chị xem được, nên là anh chị phải tự làm lái những giai đoạn này ha. Rồi tới giai đoạn này chúng ta chú ý cái phần này thôi. Đây anh chị để ý cái phần download, thì cái vùng này để anh chị tải một cái phần mềm để cho anh chị sử dụng giao dịch sau này, phân tích về giao dịch sau này ha. Thì đây anh chị bỏ qua cái MetaTrader 5 em nói ha, hiện tại họ đang thử nghiệm thì sắp tới họ mới tung ra, anh chị bỏ qua giai đoạn này, anh chị tải kéo xuống dưới anh chị tải cái phần MetaTrader 4. Đây đây chính là cái phần mềm chính để chúng ta giao dịch, thì hiện tại nó có hỗ trợ trên Mac nè, trên máy Mac, trên này kia đủ thứ, nhưng mà em không nên khuyên, em chưa test trên cái máy này nên là một số cái công cụ chỉ báo của em đang sử dụng hướng dẫn cho anh chị sau này á, phân tích á, thì hiện tại chỉ hỗ trợ trên Windows thôi. Những anh chị nào có máy Mac thì chịu khó cài hệ điều hành Windows vô để thao tác, hiện tại là chưa có hỗ trợ trên này ha. Mặc dù sàn nó hỗ trợ đa chức năng nhưng mà phần lớn cái những công cụ em sử dụng thì hiện tại chưa hỗ trợ cho Mac. Rồi anh chị đã có download gì rồi anh chị cài cái này cho em. Rồi anh chị chép vào đây ha, anh chị và anh chị để ý cái setting giùm em. Tại sao em khuyến khích dùng setting này? Tại vì sau này các anh chị sẽ có nhiều cái MT4, nhiều lý do. Ví dụ anh chị cài thêm một cái chiến thuật mới này, thêm một cái template mới này, hoặc là thêm một cái tài khoản mới sử dụng song song, rất nhiều lý do. Vì thế anh chị để ý cái setting này, mục đích cái setting này để anh chị có thể sao chép ra nhiều MT4. Đây ví dụ anh chị thêm, thấy không? Em rất nhiều MT4, mỗi MT4 là em đặt một cái vị trí khác nhau, để khi mà mình sử dụng chiến thuật nào thì mình sẽ dùng một MT4 đó, để cùng lúc chúng ta có thể sử dụng rất nhiều chiến thuật, rất nhiều template hoặc là rất nhiều tài khoản real khác nhau. Để chuyện đó sau này các anh chị sẽ hiểu. Thì tạm thời anh chị để ý chỗ này, anh chị bỏ check này đi, khỏi mở ra một website, anh chị browse cái này cho em, browse tới một cái vị trí mà anh chị dự định lưu, thì bây giờ anh chị đặt đâu cũng được á, không ảnh hưởng gì, mà đặt đâu thì anh chị nhớ chỗ đó là được rồi. Đó, thì anh chị tới một cái vị trí để anh chị lưu. Sau này anh chị có thể ví dụ tới chỗ này, trường hợp này anh chị có thể đặt vào đây, anh chị có thể tạo một cái new, một cái new cái folder chẳng hạn, hoặc anh chị có thể ra ngoài chẳng hạn, ra ngoài luôn, anh chị tạo new cái một cái folder, anh chị có thể đặt là rồi anh đại chị đặt gì đó tùy anh chị ha, anh chị nhớ, anh chị đặt xong rồi anh chị chọn đúng cái thư mục mà anh chị mới vừa tạo đó, anh chị ok. Thì sau này anh chị muốn có thêm nhiều cái MT4 khác nhau thì nhiệm vụ anh chị tạo những cái thư mục này khác nhau như thế này, là anh chị sẽ có nhiều MT4 khác nhau. Mà trước khi tạo được nhiều thư mục thế này, anh chị nhớ cài xong anh chị phải đổi cái tên này ha, đổi cái tên, lát em sẽ chỉ cho anh chị, nếu không đổi là sẽ đè lên nhau rồi anh chị không biết lái ra ngoài. Rồi anh chị nét, rồi coi như quá trình cài đặt tạm thời đã xong ha anh chị, ok finish đi. Anh chị đợi một lát nó sẽ mở ra một cái phần mềm, đây là bước chuẩn bị anh chị bước vào một cái hoàn toàn khác, trước giờ chỉ là một cái hướng dẫn mấy cái thủ thuật nhỏ cho anh chị thôi, anh chị chuẩn bị bước vào một cái thế giới hoàn toàn khác khi phần mềm này bắt đầu mở lên. Rồi đây bắt đầu con đường chinh phục về mảng tài chính sẽ bắt đầu từ hôm nay, bắt đầu từ giờ giây phút này sẽ thay đổi cuộc đời của anh chị, có thể tốt hay xấu hay gì đó thì tùy thuộc vào khả năng của từng anh chị, nên là nhưng mà nếu anh chị học đúng theo phương pháp em chỉ thì trong vòng 2 năm anh chị sẽ thành công. Thì như hồi nãy em nói là cái ngay chỗ này, trước khi tạo ra nhiều cái tài khoản MT4 khác nhau ha, nhiều cái tài khoản MT4 khác nhau thì anh chị phải đổi cái tên này đi, để chi, để khi cài một cái tiếp theo nó sẽ lại không bị đè lên nhau. Thì anh chị ví dụ anh đi đổi là cái này là chiến thuật là supply demand chẳng hạn, phải không, anh chị có thể đổi
có tên, hoặc là anh chị đổi gì đó, fraction gì đó chị, tùy anh chị đổi đi để anh chị cài cái thứ hai thì nó không bị đè cái thứ này, mà đè thì cũng không ảnh hưởng gì. Đè thì nếu anh chị nào rành về tin học, anh chị có thể chia sửa được cái icon này, lái ra ngoài được bình thường. Còn tạm thời em sẽ không chỉ đó đây, em sẽ chỉ cái cách đè này cho anh chị, đổi cái tên này thôi. Rồi các anh chị xem, đây là một cái phần mềm nó đầy đủ chức năng, anh chị mua bán từ tiền ảo đến tới tiền thật, và chúng ta sẽ thao tác cái nó mãi mãi sau này. Nên là mọi việc kỹ năng sử dụng phần mềm này thì lát đây em sẽ chỉ cho anh chị và anh chị sẽ biết sử dụng nó dễ dàng. Rồi thì trong quá trình này anh chị trên này nó có sẵn, anh chị cancel cái chỗ này ha, anh chị không cần sử dụng cái chỗ này, cancel đi, sẽ mở ra cái trạng thái thế này cho. Rồi mở ra đó thì anh chị sẽ quay lại cái email thông tin này. Đúng rồi, chúng ta quay lại cái trình quản trị đi. Chúng ta chưa mở một cái tài khoản demo, thì trong cái icon này nó sẽ có một cái chỗ là account management ha. Ngay chỗ này anh chị sẽ open một cái tài khoản demo để cho anh chị thao tác trong quá trình thực tập, trong quá trình học ha. Thì tài khoản real thì sau này chúng ta update sau, chúng ta không quan tâm cái này, chúng ta quan tâm cái này trước là chúng ta cái này. Thì ngay chỗ này anh chị nhớ chọn MT4 giùm em, chúng ta chỉ tạm thời sử dụng MT4 thôi. Rồi standard thì nhớ anh chị đổi ha, đổi sang True Accent giùm em. Đó, tiền thì như nãy nói, anh chị chọn đúng cái đồng tiền mà anh chị có. Rồi thì tới cái vấn đề đòn bẩy này thì lát em sẽ giải thích cái đòn bẩy là gì luôn. Thì cái hiện tại cái đòn bẩy này á, chúng ta nên giao dịch tốt nhất chúng ta nên chọn 1/100 đến 1/300 thôi, hoặc 1/100, 1/500 cũng được, không ảnh hưởng gì. Nhưng mà khi sử dụng đòn bẩy nhiều thì anh chị sau này sẽ là lòng tham của anh chị nổi lên, thì anh chị sẽ giao dịch số tiền khá lớn. Chúng ta nó sẽ gấp 5 lần là so với cái trạng thái, nên là anh chị dễ bị cháy tài khoản. Vì thế để tạo một cái thói quen tốt thì anh chị nên sử dụng 1/100 thôi. Cho người mới, người mới thì 1/100 thì lúc đó anh chị sẽ mua bán theo đúng quản trị vốn là 1% đến 3% vốn. Thì sau đó quá trình học em sẽ giải thích tại sao những con sử dụng con số này. Thì còn cái số này cũng quan trọng ha, để cho anh chị quen mắt như từ đầu. Những vấn đề này thì những được khác sẽ không chỉ anh chị đâu. Đây là một cái mẹo của em chỉ cho anh chị, là phải sử dụng đúng số tiền anh chị dự định mở. Ví dụ như sắp tới anh chị định đầu tư là 10.000 đô, 10.000 đô ha, dự định giao cho tiền thật là 10.000 đô, thì anh chị chọn đúng cái mức 10.000 đô cho em, để cho anh chị quen dần cái mắt, là cặp mắt mình đó, nhìn hoài cái số tiền nó quen. Có nghĩa là chúng ta thắng là bao nhiêu đô, thua là bao nhiêu đô, để chúng ta sẽ chấp nhận được số tiền đó, không ảnh hưởng tới tâm lý, thì chúng ta chọn đúng số đó. Để sau này, để nhiều lúc anh chị cứ tham, anh chị thấy ôi tiền miễn phí mà, chúng ta chọn 500.000 luôn, chúng ta giao dịch 500.000 chẳng hạn. Khi chọn 50.000 hay 500.000 gì đó mà chúng ta giao dịch quen với mắt là ăn là tới mấy trăm đô, mấy ngàn đô, mà khi giao dịch tiền thật tài khoản chúng ta chỉ có 1.000, 5.000 đô, mà chúng ta ăn có được 3 đô, 5 đô, 15 đô, 20 đô gì đó, thì lúc đó chúng ta lại lòng tham chúng ta nổi lên. Tại sao ngày xưa tao giao dịch được 100 đô, 500 đô, mà bây giờ tao giao dịch ăn có được vài chục đô, vài đô, chán quá, thôi làm sao để ăn được vậy, chúng ta tăng lót lên. Vì thế là chúng ta bị sai từ đầu luôn. Vì thế em khuyên, ví dụ anh chị muốn đầu tư 5.000 đô thì anh chị chọn tài khoản 5.000 giùm em. Vì vậy thì ở Việt Nam thì chúng ta khuyên, em khuyên chúng ta nên giao dịch từ 10.000 đô trở lại ha, đừng nên giao dịch số tiền trên 10.000 đô. Nếu 10.000 đô thì chúng ta chia nhỏ tài khoản ra, hoặc là chúng ta có thể dùng những cái mẹo khác. Tại vì nhiều cái sắp tới, ngày 1 tháng 7 sắp tới nó ra cái luật về ngoại tệ này, sợ ảnh hưởng cho một số anh chị nào sử dụng số tiền quá lớn chuyển từ ngân hàng Việt Nam sang nước ngoài. Nên em khuyên là chúng ta nên dùng số tiền nhỏ. Rồi sau này em sẽ có những giải pháp để giúp cho anh chị giao dịch số tiền lớn sau. Khi anh chị nào mà thành công sau 2 năm thắng thị trường, thành công, thì em sẽ chỉ cho anh chị cách làm sao để giao dịch số tài khoản lớn, số tiền lớn. Tạm thời chúng ta sẽ lấy mẫu là 5.000 đô là một tài khoản tốt nhất để chúng ta ổn định về tâm lý này kia. Có nghĩa chúng ta bỏ ra 100 triệu đầu tư, thì với 100 triệu này chúng ta có thể mất nhưng không ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta, thì ok. Chúng ta đừng có dùng cái số tiền này, số tiền vay mượn, hoặc số tiền từ bạn bè, hay là số tiền từ cha mẹ gì đó, số tiền hay là số tiền dành dụm cả đời mình đưa vô cái lĩnh vực này, thì anh chị sẽ mất trắng ha. Vì thế số tiền này phải là số tiền khi mắc không ảnh hưởng gì tới cuộc sống anh chị, thì em sẽ khuyên chị dùng đúng số đó, ví dụ 5.000.
Rồi, coi như bước đầu anh chị đã có một cái tài khoản NT4 demo ha. Thì tài khoản này sau khi anh chị mở xong, nó báo thành công đây, success thành công xong, thì anh chị sẽ vào email lại, email lúc nãy anh chị kiểm tra đây. Thì lúc này anh chị đã có một cái tài khoản demo để anh chị thực tập trong quá trình học, thì họ sẽ gửi cho anh đây, anh chị đây. Ví dụ sau này anh chị mà muốn cho gọn nữa, sẽ em chỉ luôn cái mẹo luôn, có thể nhìn chị biết rồi. Thì ví dụ muốn gom tất cả những cái tài khoản, cái email này lại, thì anh chị gom lại một chỗ, để sau này khi có nhiều email quá anh chị không kiểm soát được, thì anh chị vào nhớ chỗ này, lọc thư giống thế này ha. Anh chị có thể thêm những cái từ nào đó vô đây để mà lọc, nhưng mà em có thể là để ví dụ nhanh theo chỗ này thôi. Anh chị có thể lọc đúng cái bộ thư này, thì lọc sẽ chuyển hết tất cả các thư cùng của IC Market. Hoặc là anh chị có thể bỏ ra cái này ra để dùng cái tên IC Market thôi chẳng hạn. Ví dụ vậy, ví dụ vậy. Anh chị thao tác lại ha. Đây. Ví dụ anh chị có tìm các từ nào có IC Market chẳng hạn. IC Market anh chị gom hết lại vào một chỗ chẳng hạn. Vào một chỗ có nghĩa là sẽ gom hết lại cho anh chị. Những bộ lọc thì anh chị có thể nghiên cứu thêm. Rồi anh chị tới cái chỗ này, anh chị có thể chép cho ra, không bỏ chép cũng được ha. Nhưng mà em khuyên là nên là chép cho ra để làm gì, để nó chuyển vô luôn, thẳng luôn trong cái hộp thư, cái vùng chỗ mình cần thiết thôi, để nó mắc khóa đầy ở ngoài nữa mà không. Thì anh chị có thể áp dụng vô nhãn đây, anh chép cho đây, anh chị đặt một cái nhãn IC Market. Rồi đặt một cái nhãn dài để chi, tất cả những thông tin nào của sàn IC Market gom cho anh chị một chỗ, anh chị nhớ chép vào đây luôn ha. Tại vì cho chúng ta có nhiều cái thư rồi, anh chép vào đây để nó chuyển hai cái thư hiện tại vô trong cái mục đối lượng cho anh chị tạo bộ lọc luôn. Lúc đó thì anh chị cần tìm thông tin nào cũ của IC Market gửi về cho anh chị, thì anh chị vào vô đây, vô cái label này, vô cái mục này riêng này đây. Thì những cái nãy cái hộp thư này đúng ra nằm trong thư rác này, bây giờ nó chuyển vô cho anh chị vô đây rồi. Sau này anh chỉ cần vô đây, anh chị sẽ tìm được cái thông tin này ha. Đó là cái mẹ em chỉ thêm. Một số anh chị có thể là lớn tuổi có thể không biết được chuyện này. Rồi tiếp theo bắt đầu chúng ta sẽ vào một cái chương trình hoàn toàn khác. Thì anh chị để chỗ này, đây là tài khoản demo ha. Đó, rồi anh chị để cái login này, đây là cái số ID tài khoản NT4. Tài khoản anh chị sẽ copy ha. Copy cũng dùng, một là anh chị có thể paste lên chỗ này để lấy cái đúng số, hoặc là anh chị có thể gõ bàn tay tùy các anh chị ha. Anh chị paste vào đây, anh chị có thể control C, control V, hoặc là list phải chuột chọn copy, list phải chuột chọn paste chẳng hạn. Còn những kỹ năng sử dụng máy tính của anh chị riêng ha. Rồi anh chị paste vào đây, login nhập số ID này. Và cái tiếp theo là cái password. Thì cái password này như nãy em nói, đa số là đang copy bị lỗi ha, dễ bị lỗi. Nhưng chúng ta sẽ dùng một cái có bị lỗi nên có thể bị, mình sẽ gõ, mình bắt vào đây, đây là cái password. Và cuối cùng là cái server anh chị ha, để ý chỗ này. Thì chúng ta cái server xem qua cái email chúng ta, email chúng ta nó đang báo là IC Market ở demo 02. Thì anh chị chọn đúng cái server này ha, chọn không đúng server nhiều anh chị login không đúng ha, nên là sẽ không vào được. Anh chị phải chọn đúng, anh chọn mặc định là demo 01, anh chị sẽ chọn demo 02. Rồi anh chị login vào. Rồi đó, anh chị có thể phóng to thu nhỏ chỗ này, anh chị có thể tắt hết đi, tạm thời mình sẽ tắt hết, mình không cần dùng này, chỉ cần một cái tạm thời thôi. Ví dụ đó, thì đây là một cái giao diện mới đầu mà chúng ta vào. Bây giờ chúng ta sẽ modify, chỉnh sửa lại hết để trở thành một cái giao diện mà chúng ta sẽ dùng sau này. Nên là cái giai đoạn này cũng là cực kỳ phức tạp một chút, anh chị phải để ý theo dõi ha. Rồi thì trong những cái mục thế này, anh chị để ý cái tab, những cái để tab ở dưới cuối cùng này, anh chị để ý. Thì trong này chúng ta quan tâm những cái tab sau. Tab thứ nhất là cái trade. Cái trade chúng ta sẽ, nó cho chúng ta số tiền đây, balance này. Balance là cái số tiền này, là số tiền thật sự của ta ha. Thật sự chúng ta ban đầu nạp tiền thật hay tiền demo về đây, số tiền thật sự. Còn cái số tiền này để ý là khi chúng ta mua bán xong rồi thì số tiền nó sẽ thay đổi. Ví dụ chúng ta đang dương thì số tiền này sẽ cao hơn, mà chúng ta đang âm, có nghĩa là đang âm số tiền chúng ta bị lỗ, đang âm gì đó, thì cái số tiền này sẽ bị thấp hơn. Trong quá trình giao dịch nó sẽ thay đổi những số này, thì lúc nào giao dịch em sẽ giải thích những số này sau. Còn những cái số này là những cái margin mà để chúng ta
theo dõi mà chúng ta giao dịch quá, thì nó khi mà nó quá những cái số này, bị hụt cái số này, thì chúng ta sẽ bị stop out, là sàn nó sẽ tạm thời nó thanh khoản, tự động thanh khoản ha. Thì cản chặn ở chỗ này, là những cái số này là số mà sau khi chúng ta dương âm rồi thua hay gì đó, trong quá trình giao dịch nó âm bao nhiêu dương bao nhiêu thì cái số này sẽ thay đổi theo, nó nhảy theo. Thì những cái thông số này thì anh chị có thể tham khảo lại những cái tài liệu mà em đã gửi cho anh chị để biết rõ hơn. Thì trong này chúng ta sẽ nói ngắn gọn thôi để tránh cái mất cái thời gian. Đó, thì tab thứ nhất là trade, tab thứ hai là anh chị để quan trọng. Cái tab thứ hai này là cái history ha, cái lịch sử để chúng ta xem cái lệnh giao dịch chúng ta. Anh chị có thể kéo lên xuống ha, cho rộng thêm. Anh chị có thể là rê chuột lên, nó có cái mũi tên này anh chị kéo lên xuống, kéo lên cái xuống thoải mái ha. Đó. Thì thắng thua, lệnh chờ, mua bán đều nằm ở đây hết, mọi thứ history thanh toán sau khi chúng ta chốt lời chốt lỗ thì đều nằm ở đây hết, mọi thông tin này hết. Thì những cái vùng vị trí thế này anh chị để hai cái yếu tố, anh chị click phải chuột lên đây, anh chị chọn cho em hai mấy cái yếu tố này, những yếu tố này sau này sẽ dùng cho nó. Ví dụ yếu tố commission, commission này là cái phí mà sàn nó sẽ chặt chúng ta sau khi chúng ta sử dụng tài khoản OCN liên ngân hàng, thì nó sàn nó chặt. Ví dụ một lot chúng ta giao dịch nó sẽ chặt là 7 đô với sàn IC, một số sàn khác thì họ chặt 10 đô, 4 đô, 7 đô gì đó tùy mỗi sàn mỗi khác. Thì anh chị để số này anh chị bật lên để sau này anh chị sẽ biết. Và một thông số thứ hai là ví dụ cái comment này, thì sau này có một số công cụ robot mà bên em làm ra sau này á, thì nó sẽ có những cái thông tin này, ví dụ như những cái ký hiệu nạp rút, những cái hiệu là stop loss như này kia đó, hay là tắt fit gì đó đều hiển thị ra đây. Anh chị mở lên luôn để cho anh chị thấy luôn, thì sau này anh chị biết mà sử dụng. Rồi còn một cái task nữa cũng khá quan trọng sau này, sau này cho một số anh chị là copy tín hiệu. Ví dụ như anh chị mà trong quá trình học anh chị lớn tuổi, anh chị phân tích không được tới phút, gọi là tới phút cuối cùng anh chị phân tích không được, thì lúc đó anh chị sẽ cần dùng tới cái task signal. Cái signal này ha, cái signal này thì sau này sẽ có một cái video hướng dẫn cho anh chị làm sao để sử dụng copy tín hiệu từ những signal có sẵn. Hiện tại những signal trên này anh chị tránh xa ha, không động tới nó nha. Tại vì những signal trên này họ dùng một số cái chiêu, cái thủ thuật để họ đưa lên top và họ kiếm tiền từ những cái subscriber thế này. Vì thế em không khuyến khích anh chị sử dụng những cái trên này. Trước khi anh chị sử dụng gì đó thì nên gửi cái đó cho em để kiểm tra trước qua cái người này có uy tín hay không. Nhưng mà cái này em đã mất thời gian khá lâu để nghiên cứu mấy người trên này rồi, thì phần lớn họ tồn tại không lâu và là mục đích của họ chỉ là để kiếm tiền, để mà kiếm tiền từ cái phí hàng tháng, ví dụ như là bao nhiêu tiền phí thôi, chứ còn không an toàn. Còn những cái free thế này cũng không an toàn, chúng ta chỉ học chơi cho vui thôi chứ còn không giúp gì cho được ta đâu. Tốt nhất chúng ta nên tự học, tự giao dịch, đừng nên copy của người khác. Sau này nếu mà anh chị trong thành viên chúng ta có những anh chị nào giỏi, thì bên em sắp tới sẽ làm hệ thống để cho anh chị copy cái tín hiệu từ những thành viên giỏi, thành những thành viên mà đã học thành công, xuất sắc, giỏi, thì em sẽ giới thiệu ra ngoài cho anh chị có thể bỏ tiền vào đầu tư những thành viên đó. Còn những người trên này là chúng ta không biết rõ nguồn gốc, không biết họ chơi chiến thuật nào, chúng ta không nên sử dụng, nhưng chúng ta biết để sau này chúng ta sử dụng nó. Rồi chỉ cần ba cái tab này là quan trọng nhất thôi, còn những cái tab khác thì dành cho những chức năng khác thì anh chị cũng không cần biết. Nếu anh chị có nhu cầu thì anh chị có thể tự tìm hiểu thêm ha. Rồi thì tới cái trường hợp tới chỗ này là bây giờ chúng ta sẽ làm sao biến cái giao diện này nó đẹp như thế này. Đó, đây là cái giao diện mà em đang sử dụng trong quá trình giao dịch của em. Thì bây giờ làm sao chúng ta sẽ biến, chúng ta hóa phép biến cái giao diện nó xấu xí như thế này, nó thô thế này, thành một cái giao diện đẳng cấp pro thế này. Thì quá trình làm như sau, anh chị để ý chỗ này ha, rất nhiều anh chị đã làm sai và cứ hỏi đi hỏi lại hoài, nên anh chị để ý chỗ này cho em. Rồi thì ngay chỗ này cái thanh công cụ này nó bị thu hẹp quá, chúng ta sẽ nắm chuột kéo lên đây, nắm chuột kéo lên đây, chúng ta kém đè chuột ha, chúng ta giữ chuột trái, chúng ta kéo, chúng ta thả lên đây, chúng ta thả lên đây để cho nó gọn, cái giao diện cho nó rộng ra, chúng ta dễ nhìn phân tích. Thì trong quá trình thả thế này anh chị để ý ha, đây là những cái khung thời gian này, thì khi chúng ta thả này chúng ta sẽ xóa bớt đi, tại nó che khuất, anh chị thấy không? Một số màn hình sử dụng màn hình lớn thì anh chị thấy được, còn màn hình nhỏ thì bị che khuất khung thời gian lớn. Vì thế chúng ta sẽ xóa hết những khung thời gian chúng ta không sử dụng, xóa ra. Chúng ta click phải chuột lên cái thanh công cụ cần xóa ha, lên chỗ này, bất cứ chỗ nào trên cái thanh công cụ này chúng ta xóa, chúng ta customize ha, chúng ta sẽ remove tất cả những khung thời gian mà chúng ta sẽ không sử dụng ra, không cần thiết, để cho nó gọn lại.
remove có 1 phút ra này, remove có 5 phút ra này, remove có 15 phút ra này, và remove luôn cả 1 giờ ra luôn. Anh chị sẽ sử dụng những cái 4 cái khung thời gian chính này, và em để một cái khung thời gian M30 là để sau này sẽ có một cái chiến thuật bridge out trên khung thời gian 30 M30 để đánh theo các giờ của sàn, nên là chúng ta sẽ để đây để sau này chúng ta sẽ sử dụng cho nó. Chúng ta chỉ cần 5 cái này thôi, rồi 5 khung thời gian này. Và tương tự đây, nó mỗi vùng nó có cái vùng riêng hết, thì để một điều chỉnh những cái thông tin thế này chúng ta cũng sẽ điều chỉnh luôn. Thì chúng ta sẽ lấy phải chuột lên đây, chúng ta sẽ customize nó, chúng ta sẽ mở những cái công cụ mà sau này chúng ta sẽ sử dụng nó ra luôn, để sau này chúng ta đó. Sau này những công cụ chúng ta sử dụng là, thứ nhất là trên này nó có sẵn rồi, chúng ta sẽ tràn thêm một cái công cụ nữa là Fibonacci Channel ha. Ví dụ cũng ít sử dụng nhưng mà chúng ta cũng thể đưa ra luôn. Ví dụ chúng ta insert vô, và một công cụ nữa là Fibonacci Expansion nhá, chúng ta đưa vào luôn. Và một công cụ quan trọng nữa không thể thiếu chính là Rectangle. Công cụ này là dùng chính sau này cho chiến thuật cung cầu, nên là cái này là quan trọng nhất. Insert vào, rồi anh chị insert đây. Thì trong quá trình insert anh chị có thể up down để chuyển xuống ha. Em càng cái này xuống dưới cùng và càng cái này nó cùng nhau chẳng hạn, ví dụ vậy. Đó, nó kề nhau, rồi ví dụ vậy thì anh chị có thể thay đổi. Rồi, đó. Thì khi anh chị thay đổi thế này, mở cái này nhiều ra quá, anh chị nó bị khuất cái này, thì anh chị sẽ ẵn những cái công cụ phía trước này lại, bớt cho em. Phía trước này chúng ta có vài công cụ chúng ta không sử dụng, chúng ta sẽ ẵn luôn. Ví dụ anh chị ẵn một số công cụ theo, anh chị lít phải chuột đây. Anh chị sẽ ẵn ví dụ như cái stress detector này dành cho những người sử dụng robot thì mới sử dụng thôi. Chúng ta không sử dụng, chúng ta ẵn đi, remove ra cho nó gọn. Đó, rồi một cái nữa là chúng ta ví dụ như cái data window này chúng ta không sử dụng luôn, chúng ta remove ra luôn. Rồi. Rồi, qua như đây là những vùng mà chúng ta sẽ sử dụng hết những công cụ thế này. Đó là coi như là vừa có màn hình rồi đó, gọn rồi đó, anh chị có thể sử dụng. Rồi, bước tiếp theo, những cái vị trí này, để những cái vị trí này Navigator, những cái vị trí này phím tắt là Ctrl N, anh chị có thể tắt mở đó để anh chị biết chức năng nó là dòng gì. Có nghĩa là đây, để tắt mở cái số cái vị trí login tài khoản này, anh chị xem đó thấy không, mình tắt mở cho nó quen. Và cái này để tắt mở cái thanh công cụ hiển tiện tiền bạc ở dưới đó, để cho nó gọn. Tại khi chúng ta phân tích chúng ta không sử dụng nhiều, chúng ta sẽ ấn ở đây. Và đây là cái market watch ha. Cái market watch này thì nó sẽ chứa rất nhiều cặp tiền, nó chứa rất nhiều cặp tiền trong này. Thì hiện tại nó hiển thị ra đây, nó chỉ hiển thị một phần thôi, nó không hiển thị hết. Vì thế một số anh chị hỏi là làm sao hiển thị hết, thì anh chị đi, anh chị lít phải chuột lên cái này, anh chị chọn show on giùm em ha. Đó, thì lúc đó nó sẽ mở ra cho chị rất nhiều cặp tiền khác nữa, rất nhiều cái sản phẩm khác nữa. Đó, ra đây là full, lúc đó nó sẽ hiển thị hết tất cả chức năng cho anh chị. Anh chị tha hồ chọn cặp tiền mình giao dịch ha. Rồi, sau khi anh chị mở ra thế này thì bước tiếp theo nữa là chúng ta sẽ làm một phép gọi là biến hóa cái giao diện template, người ta gọi là cái giao diện, hay là gọi trong tiếng Anh gọi là template này. Đây, template này chỗ này nó có những cái template thế này, thì chúng ta sẽ tìm cách biến hóa cái này ra thành một cái giao diện đẹp hơn. Thì anh chị để ý chỗ này, cái nút công cụ, những cái biểu tượng như thế này, thì đây là cái nó nhảy liên tục theo cái sơ đồ là 1 phút. Anh chị để cái chỗ này ha. Đây, cặp tiền chúng ta đang xem là cặp tiền Euro USD và thời gian là 1 phút, nên là sẽ biến động liên tục thế này. Ví dụ chúng ta hay giao dịch chỉ trên daily thì chúng ta click vào khung daily. Khung daily lúc đó sẽ mở ra một cái đồ thị trên daily, chúng ta nó sẽ biến động nhích, anh chị không thấy nó nhảy như giống như là kiểu 1 phút nãy nó nhảy, anh chị cũng yếu tim lắm á. Nên là chúng ta chiến thuật chúng ta giao dịch sau này là trên khung daily là chính. Vì thế chúng ta chủ yếu là khung daily. Thì sau này ví dụ anh chị muốn qua H4 thì anh chị click vào H4, anh chị có thể kiểm tra H4 hoặc là qua tuần, qua tháng, ví dụ vậy. Thì lát nữa em sẽ giải thích tại sao tuần thì cái nến này thế nào, tháng thế nào. Thì trước mắt chúng ta sẽ làm thao tác là biến hóa cái giao diện này đó. Thì anh chị để ở chỗ này để anh chị có được tất cả những tài liệu mà cần thiết trong quá trình mà thực tập demo, thực tập demo cũng như thực tập riêng sau này, thì anh chị vào đường link thế này. Anh chị sẽ vào là đường link là tiểu long fx ha. .gr8.com. Anh chị vào cái này ha, anh chị nhớ cái này thôi, tiểu long fx.gr8.com.
Không, anh chị không cần gõ HTTP cũng được, anh chị cần gõ đúng trực tiếp là tiểu long fx.gr8.com, nó sẽ vào một cái nơi thế này. Cái nơi này em sẽ update liên tục tất cả tài liệu cũng như những cái mới nào liên tục sẽ nằm ở đây. Thì anh chị vì thế anh chị phải cập nhật làm những thông tin theo. Ví dụ đây. Rồi, thì trong quá trình chúng ta thao tác cái này thì chúng ta để ý là cái ngay chỗ vùng họ tên ha. Họ tên chị nhập vô để chi? Sau này em sẽ kiểm soát để em biết được là anh chị tên gì, họ gì, khóa nào, ở khóa nào cho anh chị nhận dạng sau này, nên chị nhập đúng họ tên giùm em. Tại nếu mà nhập sai họ tên sau này có thể là em sẽ hiểu lầm với anh chị với người khác. Lúc đó em sẽ không hỗ trợ anh chị. Nên là không biết anh chị là học viên nên là em không hỗ trợ anh chị, ví dụ vậy. Nên chị phải nhập cho chính xác làm giùm em ha. Rồi. Thì email thì anh chị lấy cái email hồi nãy đó. Trong quá trình học thì chúng ta sẽ sử dụng email mà lúc nãy chúng ta đăng ký vừa nãy đó. Thì chúng ta nhập vào đây. Nhập cho chính xác email, tại nếu sai anh chị sẽ không nhận được tài liệu ha. Rồi, anh chị nhập hết vào đây. Anh chị chọn chưa tải ngay. Thì chờ một lát nó sẽ đây quá trình nó xử lý xong thì anh chị vào email chúng ta kiểm tra. Rồi. Đây thì lúc đó em sẽ gửi cho anh chị cái email từ hệ thống này, là hệ thống tự động của em hết ha. Nên anh chị cứ thao tác cho đúng là anh chị sẽ nhận được cái thông tin thôi. Nếu không có nhận được thì anh chị vào kiểm tra những cái tab quảng cáo thế này. Nếu anh chị nào không nhận được, tại vì email của anh chị bị rơi vào spam nhiều đó, nên là sau này nó sẽ bị gửi vô cái spam hoặc là gửi vô nơi này. Đây spam đây. Nếu không có trong inbox thì anh chị vào spam giùm em ha. Còn có thì anh chị vào đây, click vào đây. Rồi. Để mà nhận được những email tiếp theo hoặc là những thông tin sau này thì anh chị phải active cái này cho em. Anh chị phải click vào đây để xác nhận. Xác nhận quá trình đăng ký để cho hệ thống nó tiếp tục làm việc. Thì lúc đó coi như quá trình này đã xong, anh chị có thể tắt cái này đi. Anh chị vào lại email, chúng ta check lại email lần nữa. Có thể đợi vài chục giây hoặc là đợi một vài phút gì đó, nó sẽ gửi cho anh chị một email thông tin cái tài liệu. Rồi trong quá trình chờ thì chúng ta sẽ tiếp tục qua cái phần mềm Enter 4 kia. Cái này xong chúng ta có thể tắt luôn. Rồi chúng ta quay lại đây. Trong quá trình chờ họ email sẽ gửi tự động cái tài liệu về, thì anh chị để cái chỗ này, cái icon chỗ này để mình chúng ta thay đổi cái chỉ báo, thay đổi cái tất cả công cụ sử dụng sau này, thì anh chị để ý cái icon, anh chị click vào cái icon này giúp em. Click vào icon đó để mình sẽ tiến hành cài đặt. Đó thì đây nó mở ra một cái nơi thế này. Thì anh chị để ý những cái vùng sau đây. Ví dụ cái vùng expert này. Thì cái vùng này là để dành cho những anh chị sau này sử dụng những cái robot, những công cụ bắn tự động, những công cụ những cái chỉ báo mà hỗ trợ cho quá trình giao dịch sau này, thì anh chị sử dụng cái tab này. Sau này em sẽ hướng dẫn sau, tạm thời giới thiệu cho anh chị biết thôi. Và cái vùng thứ hai anh chị để ý là indicator này, thì cái nơi này là trong tiếng Việt là chỉ báo, dùng hay dùng em hay chat với anh chị là gọi là chỉ báo đó, trong tiếng Anh là gọi indicator gì đó, thì anh chị có thể dùng chỉ báo. Thì cái chỉ báo này là để dùng cho những cái công cụ vẽ, tô vẽ, rồi đếm số lót này kia đủ thứ sau này, thì rất quan trọng đó. Thì anh chị click vào phải chuột lên cái thanh công cho indicator này giùm em ha. Click phải chuột, anh chị chọn open folder giùm em, open folder giùm em ha. Rồi nó sẽ mở ra cho anh chị cái vùng này. Rồi mở ra một cái vùng thế này rất quan trọng ha. Rồi chúng ta quay lại cái email này, chúng ta xem. Rồi đây tất cả thư chúng ta sẽ nhận được đây. Thì anh chị để ý chỗ này. Đây sử dụng cái tài liệu thế này đây, thì em gửi hết tất cả những tài liệu cho anh chị về đây. Đây những thông tin này anh chị có thể tự xem video. Đây là tất cả những đường link cho video nhanh cho anh chị xem. Nhưng mà có một nơi quan trọng nhất là cái nơi này đây, tại sách gồm sách forex 100 này, template indicator này, template này trong tiếng Việt là giao diện nữa ha. Giao diện chúng ta biến hóa cái giao diện cho đẹp để chúng ta giao dịch á. Còn cái chỉ báo là những cái công cụ để chúng ta thực hiện cái template này cho đẹp. Đó, rồi đây chúng ta click vào đây. Vị trí này là quan trọng nhất ha. Anh chị sau này muốn update lại email thì anh chị cứ vào lại email cũ, anh chị click vào đây để vào link này. Hoặc là anh chị có thể lưu cái link này đó trên trình duyệt. Có thể là đây lưu cái chỗ này, đánh dấu cái trang này đi. Đó, anh chị có thể lưu lại. Để sau này anh chị cần thì anh chị vào nhai chẳng hạn, hoặc là anh chị add vô cái kênh của anh chị luôn. Ví dụ vậy. Lưu cái này vô kênh anh chị luôn để cho, nhưng mà lưu vô rồi á thì nó không có update liên tục ha.
anh chị phải vào lại cái đúng cái trang của em thì mới có update mới. Thì trong này có tất cả những cái tài liệu em sưu tầm trong mấy năm trời, gồm những slide căn bản thì anh chị có rồi, anh chị không cần thiết những công cụ khác như là những kinh nghiệm về đây, hai cuốn sách quan trọng nhất trong quá trình học là chính sách này. Sách này thì sách này học như thế nào thì em đã có hướng dẫn rồi, em có hướng dẫn trong cái có hướng dẫn trong group chúng ta ha. Đây group này, group cho các anh chị, như anh chị nào chưa vào cái trang này thì cứ vào đường link này để cho em duyệt, anh chị duyệt những anh chị nào được là thành viên của khóa học thôi, còn những chị khác thì em sẽ từ chối hết. Thì cái nơi này em có thông báo trên này, anh chị để chỗ này ha. Thì link tải tài liệu thì em để đây luôn rồi, anh chị cũng khỏe rồi. Nhưng mà sau này anh chị nào mà quên đó thì anh chị có thể đăng ký. Rồi đây, đăng ký đây, em có hướng dẫn đây hết rồi. Thì đây là một cái link căn bản sau này anh chị có thể học. Đây, anh chị để chỗ này. Cuốn sách Forex 100 này là học 5 chương đầu nha. Thành công không thành công là cuốn sách này quyết định cho anh chị ha. Ngoài cái video thì phải có cuốn sách này. Phải cuốn sách này giống là cuốn sách gối đầu nằm á. Anh chị phải để đầu nằm. Anh chị rảnh gì nào anh chị xem gì đó, anh chị có thể cầm đi bất cứ nơi nào, rảnh gì nào anh chị đọc theo. Tại vì đọc đi đọc lại rất nhiều chứ không phải đọc một lần anh chị nhớ đâu, nên em khuyên. Còn cuốn sách này là cuốn sách phụ, những anh chị nào giỏi tiếng Anh sau này thì học thêm cái này nữa để mà sử dụng cho việc là phân tích cơ bản. Phân tích cơ bản có thể đọc tin tức nước ngoài á, nên là cũng học thêm để cho biết những thuật ngữ thôi, chỉ cần hai chương đầu là đủ. Và một cái thứ ba quan trọng là 50 quy tắc của trader thành công ha. 50 cái quy tắc này là anh chị nào thua lỗ, anh chị nào học thấy cảm thấy nản thì anh chị đọc lại nội dung thế này, chỉ cần làm theo đúng 50 nguyên tắc này mới thành công được cái nghề này. Nên cái nghề này cực kỳ khó, nguyên tắc quá nhiều. Những cái vấn đề kinh doanh của anh chị thành công ở mảng khác không cần nguyên tắc nhiều vậy đâu, nhưng mà cái nghề này cần tới 50 nguyên tắc thành công lận. Nên là anh chị biết khó cỡ nào. Thì tới đây đây này, 50 nguyên tắc kinh doanh thành công chính là cái này đây, chính là cái file này, ba cái file này anh chị tải về. Nhưng mà em sẽ hướng dẫn anh chị tải hết về luôn đi anh chị sẽ download on cái này về luôn đi, anh chị tải hết xuống về giùm em. Còn sau này nó mới thì anh chị vô tải lại, anh chị sẽ tải hết cái này về. Thì trong quá trình tải này á thì em sẽ bỏ qua giai đoạn này để cho nó nhanh. Em sẽ chỉ cho anh chị, em sẽ lấy một cái thông tin có sẵn ở dưới để hướng dẫn cho anh chị ha. Cái tải thì giải nán thì anh chị chắc biết rồi. Em sẽ lấy thông tin có sẵn ở máy của em để hướng dẫn cho anh chị luôn. Rồi khi anh chị đây là cái, ví dụ như đây là cái những thông tin chị sẽ tải về đây, gồm tất cả những mục thế này. Những mục thế này thì anh chị để ý, anh chị thấy gì không? Thấy cái thứ mục indicator không? Anh chị có thể click vào xem. Đây là tất cả những chỉ báo cần thiết cho anh chị trong quá trình sử dụng. Vì thế anh chị phải copy on cái chỉ báo này cho em. Anh chị copy on cái này. Copy ha. On cái này. Rồi anh chị quay lại cái thư mục mà nãy anh chị mới vừa mở ra lúc nãy á. Mở ra lúc nãy lúc đầu anh hướng dẫn đó. Đây. Anh chị thấy không? Thì anh chị click vào lại cái đây. Click lại đây. Để nó ra đúng thư mục này. Rồi anh chị bát vô. Click phải chuột lên bất cứ chỗ nào màn hình. Anh chị bát giùm em. Anh chị dán đi. Dán cho nó đè lên. Cho nó sao chép lên. Rồi coi như là tất cả những chỉ báo anh chị phải copy on nha. Không on là sau này thiếu cái này thiếu cái kia là template anh chị sẽ bị hụt, thiếu chức năng đó. Nên là phải em hướng dẫn là on luôn, mình không quan tâm là trong đó có những thứ gì. Tạm thời mình sẽ copy on trước đi, sau này chúng ta sẽ có kinh nghiệm để chúng ta sẽ hiểu những cái thứ đó để làm gì. Rồi tiếp theo anh chị để ý, một cái thứ hai nữa anh chị để cái chỗ này. Anh chị thấy cái template không? Đây là những cái giao diện mà em đã thiết kế sẵn ra dành cho các anh chị từ căn bản tới nâng cao luôn, đều sử dụng hết cái này. Đây là những thông tin này, đây là những thông tin miễn phí, còn những sơ đồ phức tạp hơn thì sau này anh chị sẽ mua, bỏ tiền mua thì lúc đó em sẽ chỉ sau. Tạm thời những thứ nào là miễn phí thì anh chị cũng tương tự copy on cái này cho em. Click phải chuột copy on ha. Anh chị quay lại chỗ này. Thì quay lại chỗ này anh chị sẽ không thấy được cái thư mục template này đâu hết, anh chị phải click lại một cấp nữa, phải lùi lại một cấp nữa ha. Lùi lại đây. Anh chị sẽ thấy thư mục template này, anh chị xem. Thì để mà cho gọn sau này, anh chị vào đây xóa hết cho em những cái template thế này. Những cái đuôi nào TBL xóa hết cho em. Anh chị chọn hết để xóa hết cho em. Tại những cái template này là mặc định của Enter 4, chúng ta không sử dụng nó
trong quá trình chúng ta xóa hết. Còn những cái đuôi HTML này thì sau này chúng ta sẽ có sử dụng cho nó, sau này chúng ta sẽ sử dụng để kiểm tra history này kia đủ thứ. Chúng ta để mặc định cái này lại, chúng ta quay lại ra ngoài. Rồi tới đây chúng ta cũng bắt tương tự luôn, chúng ta đè lên, chúng ta dán vô để cho đúng cái thư mục này. Tại em đặt sẵn cái tên nó trùng nhau rồi nên chúng ta chỉ việc copy dán thôi. Rồi bị gì đây rồi. Rồi để chúng ta quay lại chúng ta xem có bị gì. Rồi chúng ta quay lại cái thư mục này, chúng ta xem qua copy chúng ta bị lỗi gì. Rồi nếu mà chúng ta bị lỗi lỗi thì chúng ta sẽ copy nhà đi, chúng ta copy Ctrl A đi, chúng ta sẽ copy từng cái, copy thử copy. Rồi chúng ta quay lại cái thư mục template, chúng ta mở ra, mở vô trong ha, chúng ta bắt ra đây. Nó sẽ chuyển hết tất cả những cái template trong quá trình chúng ta thực tập sau này, chuyển hết cho anh chị. Rồi đây chúng ta đã có hết tất cả những template này, sau này chúng ta sẽ sử dụng từng cái như thế nào. Rồi có sẵn hết rồi thì tới giai đoạn này anh chị có thể tắt hết mấy cái thứ này đi, anh chị có thể không cần tới nó nữa đó, tắt hết đi, không cần tới nó nữa. Anh chị cũng tắt này luôn, không cần nữa, anh chị chỉ mở lại cái phần mềm thế này thôi. Thì khi dán xong rồi thì anh chị nên tắt MT4 để mở lại, hoặc anh chị có một cái thủ thuật khác là anh chị có thể click lên đây, cái tab này là ngay chỗ này anh chị ha, mở cái này lên. Đó, mở cái này lên, anh chị click phải chuột lên đây, anh chọn refresh để cho nó load tất cả những cái chỉ báo hồi nãy chúng ta dán vào, hoặc là những cái template lúc nãy chúng ta dán vào đó. Đây ví dụ những cái template chúng ta dán vào đây, đây nó có nằm đây hết nè anh chị, cái cơ này ha. Đó. Và ví dụ nha, đó sau này chúng ta có thể ví dụ như những sau khi dán thế này chúng ta sẽ chọn vô thế này cho chọn bình thường chúng ta sẽ sử dụng cái template này là chính ha, supply demand symbol và template là harmonic, hai cái này là chính ha, cái này là chính trong quá trình giao dịch từ hôm nay trở về sau luôn, hai cái này là chính. Thì anh chị chọn trước cái symbol trước cho nó đơn giản, rồi anh chị xem đó là coi như quá trình chúng ta biến hóa một cái giao diện xấu để trở thành một cái giao diện đẹp giống trệt như giao diện mà em đã sử dụng đây, anh chị xem đó, thấy không? Chúng ta đã biến hóa rồi, tại do khác cặp tiền này ta nhìn khác thôi. Chúng ta xem lại đó, đây là cặp tiền giống này đó, chúng ta biến hóa nó giống rồi, nó chỉ khác một số cái là đây những đây công cụ này chúng ta em trả tiền, em trả tiền hàng tháng nên là em có những công cụ này, nhưng mà thực ra chúng ta không cần dùng nó đâu, còn lại chúng ta sử dụng căn bản thế này là được rồi. Thì chúng ta đã có những cái mà thông tin chúng ta cần thiết. Thì nếu như chúng ta mở một cặp tiền khác thì sao? Ví dụ chúng ta đang có là một cặp tiền thế này, chúng ta mở một cặp tiền khác, chúng ta click vào đây ha, ví dụ kênh thế này, ví dụ chúng ta mở một cặp tiền là Úc và USD, chúng ta click phải chuột lên cặp này, chúng ta mở cái chart window, hoặc là chúng ta có thể kéo thả ha, kéo thả vô đây. Đó, kéo thả vô đây. Ví dụ vậy, nhưng mà kéo thả ở đây thì nó mở đè lên cái cũ này nên là chúng ta lại tiếp tục add, chúng ta mở nhiều cặp tiền đó. Ví dụ chúng ta mở nhiều cặp tiền, nhưng các anh chị xem khi mở một cặp tiền nó bị hiển thị thế này xấu quá đúng không, bây giờ ta làm sao để mà ta mở cặp tiền nó sẽ mặc định như thế này luôn đó. Thì đây là một cái mẹo nữa, anh chị để chỗ này, anh chị để chỗ này, click vô cái icon template thế này ha, anh chị chọn size save template giùm em ha, anh chị gõ vô chữ default giùm em. Rồi đây là mấy lần trước video trước em không chỉ cái này nên phần lớn như anh chị lại hỏi là em phải chat hỗ trợ, nên bây giờ em hướng dẫn luôn, sau này không có ai hỏi cái vấn đề này nữa. Thì chọn chữ default, gõ đúng cái chữ default này cho em và select, chúng ta sẽ lưu lại ha. Rồi chúng ta sẽ tắt mấy cái này đi, chúng ta lấy phải chuột tắt mấy cái giao diện xấu này đi. Rồi bây giờ chúng ta mở một cặp tiền khác, mở lên. Rồi nó sẽ tự động nó sẽ mở ra một cái template default mà chúng ta lưu lại đó. Ví dụ chúng ta modify cái này như thế nào thì chúng ta lưu lại, đè lên cái default này đó, default này này, để chi cho mở một cái template mới ra nó sẽ hiển thị đúng cái template mà chúng ta cần cần thiết đó, anh chị xem đó. Thì như thế này là chúng ta đã có một cái giao diện
gọi là khá đẹp, khá hoàn hảo để chúng ta bắt đầu bước vào cuộc chiến gọi là phân tích cũng như hiểu về nó cho rõ. Thì đây em sẽ hướng dẫn cho anh chị các từng bước để mà đọc hiểu từng cái biểu tượng, từng cái ấy trên cái phần mềm này. Rồi, đây là những bước cũng mất thời gian cũng khá dài đó, nhưng mà nó sẽ giúp ích sau này cho tất cả anh chị cũ, anh chị mới cũng như anh chị mới sau này nữa. Chịu khó một lần thì anh chị sẽ có, sau này anh chị quên thì anh chị vào đây có thể kiểm tra lại. Phần lớn chúng ta chỉ cài một lần thôi là chúng ta bỏ quên, sau đó mất mấy tháng sau anh chị muốn cài lại một cái tài khoản mới, hỏi em cách cài, thì bây giờ hôm nay không cần hỏi nữa, chúng ta có video này chúng ta xem lại là chúng ta sẽ tự động làm theo từng bước. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái coi qua nhà buổi đầu tiên thì chúng ta nãy giờ chúng ta hướng dẫn cài như thế này. Thì cách mà hướng dẫn cài mở tài khoản của EC Market RoboForex Epicjoin này thì em đã mở hướng dẫn cho anh chị mở cái EC Market rồi. Còn RoboForex Epicjoin thì nó cũng có trên cái vùng trên này luôn. Anh chị có thể xem lên đây. Có thể vào lại cái đường link lúc nãy đó. Anh chị trên này thế này. Anh chị kéo lên trên đầu anh chị thay xem. Thì em có để sẵn ở đây rồi. Ví dụ anh chị muốn chọn một cái sàn khác thì ở đây mỗi một cái sàn nó có hướng dẫn đây rồi. Anh chị click vào đây thôi, anh chị xem làm theo tương tự thôi, không có gì hết. Tại vì em đã liệt kê đây rồi, tại vì bài viết nó trôi, em liệt kê ở đây. Anh chị muốn mở RoboForex thì click vào đây. Em sẽ hướng dẫn sẵn tất cả thông tin cho anh chị mở rồi. Anh chị có việc mở và có video hướng dẫn luôn, anh chị có việc làm theo thôi, mọi thứ nó có sẵn hết rồi. Còn nếu anh chị muốn mở Epicjoin thì tại sao dùng Robo? Thì dùng tài khoản Robo này để dành cho những anh chị nào mà muốn có cảm giác thật sự trong quá trình thực tập demo. Thì chúng ta sẽ mở một cái tài khoản tiền nhỏ. Ví dụ anh chị có thể bỏ ra 10 đô hoặc 100 đô để thực tập tiền thật luôn. Mà anh chị thua thì lúc thua chị cũng chỉ là không phải mấy đô thôi. Nên là tâm lý anh chị không ảnh hưởng gì. Giúp ích cho anh chị có cái cảm giác máu me. Cảm giác không mà còn là sung hơn chút trong quá trình thực tập. Tại khi demo chúng ta quýnh tài khoản demo là nó tiền ảo nên chúng ta cũng lại cảm thấy lười chán, nên chúng ta có thể sử dụng một cái tài khoản gọi là tài khoản Sen. Thì Robo này chỉ dùng tài khoản Sen thôi, tại cái sàn này nó phí cũng hơi cao hơn sàn IC nên nó không khuyến khích sử dụng nhiều, nhưng mà tốt cho anh chị để thực hiện trong quá trình chúng ta thực tập đó. Bây giờ em có mô tả kỹ rồi, anh chị có thể bỏ ra 100 đô thì nó sẽ biến tài khoản anh chị thành 10.000 đô đó. Biến tài khoản 10.000 đô, anh chị bỏ ra 50 đô thì nó sẽ biến ra cho anh chị tài khoản 5.000, thật ra 5.000 sen á, 5.000 sen, nhưng cách giao dịch giống rệt như tài khoản 5.000 đô. Anh chị quản trị vốn giống rệt như những gì em chỉ, giống như tài khoản demo, nên là nhưng mà anh chị sẽ mất 50 đô. 50 đô tiền thật này anh chị giao dịch cũng có tiền lời luôn, tiền lời bình thường những tài khoản khác hết, nhưng mà giúp cho anh chị nó sẽ có cái cảm giác. Thì sau này anh chị có thể muốn thì anh chị có thể thử, còn không thì anh chị thử dùng demo là được rồi. Còn lại một cái tài khoản nữa là tài khoản Epicjoin. Sau này những anh chị nào muốn đầu tư về Bitcoin, muốn đầu tư về Bitcoin có nghĩa là muốn là mua bán Bitcoin luôn á, thì anh chị nên sử dụng sàn Epicjoin này. Epicjoin này em đã hướng dẫn sẵn đây rồi, thì nó sẽ hỗ trợ cho anh chị trong quá trình giao dịch tài khoản Bitcoin. Nên là ở đây hỗ trợ giao dịch Bitcoin đây, có hướng dẫn đây, anh chị có click vào để anh chị xem thôi. Ví dụ vậy, hỗ trợ có nghĩa là chỉ riêng sàn này nó hỗ trợ cho anh chị giao dịch Bitcoin đã chính thức lên sàn rồi ha, chỉ có riêng sàn này hỗ trợ thôi, tất cả sàn khác thì chưa an toàn, có thể là chưa có luôn, nên sàn này hỗ trợ rồi, đặc biệt nên chị sử dụng nó để trong quá trình giao dịch sau này. Rồi, bước tiếp theo chúng ta là học các thuật ngữ nói về bit lot, rồi những thông tin khác để cho anh chị, rồi và những cách sử dụng trong MT4. Thì những cái thông tin này anh chị cũng có những cái buổi đây, có những cái buổi này đều có nó sẵn rồi, thì anh chị có thể về xem lại, nhưng mà em sẽ hướng dẫn trên MT4 cho anh chị dễ hiểu hơn. Anh chị có thể xem lý thuyết suông nhưng mà chúng ta sẽ nhìn lại trên MT4 để chúng ta nhận dạng ra chuyện đó ha. Rồi, anh chị để ý là chỗ này. Thì trên màn hình MT4 này, anh chị
để ý những cái thông tin sau. Trên này là những cái icon này thì nãy chúng ta thao tác nhiều rồi. Ví dụ icon chỗ này ha, anh chị để ý chỗ này, phóng to thu nhỏ. Ví dụ cái nến này nó là đang gọi là gì, nó nhỏ quá, anh chị mắc hơi mờ tí, anh chị phóng lên, phóng to lên. Nhưng mà có một điểm yếu thế này anh chị ha, anh chị khi phóng to lên thì anh chị sẽ sau này anh chị vẽ cái gì đó, thao tác cái gì đó nó sẽ bị khó khăn, nó khuất khích đi. Nên là đôi khi chúng ta cũng phải nhỏ xuống để chúng ta tổng quan thị trường hơn, chúng ta có thể kiểm tra được cái xu hướng của thị trường tổng quan hơn, ví dụ vậy đó. Ví dụ vậy. Nhưng mà khi chúng ta giao dịch reaction, giao dịch theo nến thì khi nhỏ thế này chúng ta không thấy hết, chúng ta phải phóng lừa dừa lên đó. Ví dụ vậy. Thì cái tầm thế này là tầm phù hợp nhất cho tất cả, có nghĩa là cái default của nó là phù hợp nhất cho tất cả anh chị luôn, là phù hợp rồi. Đó. Thì rồi tiếp theo nữa, anh chị để ý chỗ này, anh chị thấy kéo qua, có nhiều anh chị hỏi kéo qua thế này, vừa kéo qua tự nhiên sao nó nhảy về đầu, cứ kéo qua nó nhảy về đầu, kéo qua nó nhảy về đầu, anh chị xem đó. Thì lúc đó anh chị không xem được quá khứ, thì anh chị để cái nút này ha, cái nút này tắt scroll đi, tắt cái này đi. Lúc đó anh chị kéo tới đâu nó đứng tới đó, kéo đâu đứng tới đó, anh chị thấy không? Đó, nó không nhảy gì nữa đó, đó. Thì những anh chị này, nhiều, rất nhiều anh chị cũng sẽ bị vướng này. Đây là cái cách để anh chị đó, đó ví dụ vậy. Rồi khi mà nằm cái này, bây giờ anh chị muốn xem lại giá hiện tại thì làm sao? Anh chị để cái nút này không? Anh chị lít liên tục để cho nó di chuyển về đúng cái giá hiện tại, tới cái vị trí giá hiện tại, cái nến hiện tại cho anh chị xem. Và anh chị muốn cho nó run tự động nữa thì anh chị nó chuyển về đúng giá hiện tại thì anh chị lít vào đây, nó sẽ run. Rồi lúc đó anh chị sẽ kéo nó sẽ nhảy lại về lại ban đầu cho anh chị. Đó, ví dụ vậy. Thì anh chị phải nhớ chỗ này ha. Rồi sau này anh chị lại muốn đổi cái template khác. Ví dụ chúng ta sử dụng những cái template khác, anh chị lít vô đây, anh chị chọn vô đây, đổi cái template khác. Đó, thì nó sẽ ra một cái template, một cái giao diện khác cho anh chị hoàn toàn. Đó, anh chị xem. Đó, cách đổi vậy. Tương tự không có gì khác hết ha. Rồi. Khi mà trong quá trình giao dịch anh chị để cái chỗ này, đây là con chuột ha, và để chỗ này. Đó, một cái này là những cái con trỏ này, còn những cái vị trí cái này, cái điểm con trỏ điểm này á, nó sẽ di chuyển cho anh chị để xem. Anh chị xem nữa chính xác là hiện tại cái ngày, anh chị xem dưới cuối màn hình đó, nó có cái ngày hiện tại này, ngày 17 tháng 4 này 2017, có nghĩa là cái nến này ở 17 tháng 4 2017 này, và giá hiện tại ngay chỗ mình rê chuột tới đây là cũng giá hiện tại là ở vị trí góc phải nè, anh chị bên phải, giá là 0.75814. Đó, ví dụ vậy. Anh chị để cái chỗ này thì cái thanh công cụ này rất hữu hiệu ha. Đó, rê chuột để mình rê tới đâu là sẽ hiển thị nó sẽ nó sẽ có giá, nó có ngày, có giờ, có tháng cho chúng ta để theo dõi như vậy. Rồi còn một cái vấn đề nữa là khi anh chị dùng cái con chuột này, ngay chỗ cái con trỏ thế này, anh chị rê chuột vào đây, anh chị rê vào cái vị trí cái nến để phóng bự cho anh chị xem ha. Anh chị rê vào chuột vào đây thì nó sẽ rê chuột vào đây, sẽ hiển thị chính xác là chúng ta sẽ có gì, rê chuột cái đầu con bóng nến ở thang này, rê chuột vào cái nến thế này, anh chị sẽ có ngày 17 tháng 4 2017, giá mở cửa là 0.75777, giá cao nhất là 0.76105. Đó, giờ rồi giá thấp nhất, giá đóng cửa này kia nó có đầy đủ. Đó, thì ví dụ vậy, thì em sẽ giải thích những thông số này như sau. Anh chị xem một cái ngày thực tế, ngày mới nhất đi. Anh chị rê chuột, anh chị nhớ rê chuột vào cái, ví dụ như trước khi mắc cái này thì em sẽ giải thích cái điện khác trước đi, để cho anh chị hiểu. Đưa lại cái template đơn giản cho anh chị dễ nhìn. Rồi khi anh chị đang đứng ở vị trí khung daily ha, khung daily thì mỗi một cây nến thế này này, một cây nến thế này là một ngày. Anh chị để ý ha, một ngày. Anh chị có thể dùng này đưa đây. Với cái nến hiện tại đang là ngày 3 tháng 5 này, thấy không? Giờ quốc tế nó làm ngược giờ mình, nó để là ngày 3 tháng 5, để 2017 trước, 2017.05, có nghĩa là năm, rồi tháng, rồi mới tới ngày. Đó. Rồi cái tiếp theo là cái nến kế đó sẽ là ngày 2 và cái nến này là ngày 1. Thì có nghĩa mỗi một cái nến là một ngày. Tại do chúng ta sử dụng khung D1 là khung daily. Viết tắt D1 là viết tắt daily ha. Còn khung H4 là viết tắt là 4 giờ, khung 4 giờ ha. Thì chúng ta chuyển qua H4 thì mỗi một cái nến là 4 giờ. Cái nến là 4 giờ này, 4 giờ, 4 giờ, 4 giờ, 4 giờ, 4 giờ. Đó.
anh chị để chỗ này ha, cứ hết 4 giờ sẽ đổi sang một cây nến mới, và kết thúc cái ngày thì đổi sang cây nến mới. Thì mọi thứ chúng ta giao dịch là phải đợi cây nến kết thúc hết, chứ không có lơ lửng. Đang lơ lửng là chúng ta không có biết trước là xu hướng của thị trường ha. Xu hướng thị trường nó phải diễn ra đúng khi nào cây nến này kết thúc. Đó, ví dụ vậy. Chúng ta ví dụ chúng ta mở ra những cái cặp khác, ví dụ như cặp nào cũng vậy, cặp chéo, cặp thuận nhiệt vậy. Chúng ta mở ra chúng ta xem. Đó. Thì ví dụ nó đang tuy cái cây nến ngày nó đang đi lên thế này, nhưng mà nó chưa kết thúc ngày thì cây nến này chưa gọi là cây nến tăng ha. Có thể là cây nến này nó sẽ tuột đầu, nó quay đầu xuống này là bình thường, nó đóng cửa. Chừng nào nó đóng cửa kết thúc cây nến, nó bước qua ngày mới thì chúng ta mới biết được cây nến là tăng hay giảm. Rồi thì sẵn trường hợp này em sẽ nói luôn, những cây nến mà màu xanh thế này là cây nến tăng, anh chị đi ha, màu xanh thế này cây nến tăng em mặc định luôn rồi. Những cây nến màu hồng thế này, những cây nến màu hồng thế này thì nó là cây nến giảm, anh chị đi ha. Chúng ta có thể thay đổi những cái màu nến thế này dễ dàng, anh chị muốn thích màu gì anh chị có thể thay đổi, thì em sẽ chỉ anh chị thay đổi luôn. Anh chị lít phải chuột lên đây ha, anh chị chọn như này, lít phải chuột màn hình chọn property ha. Rồi đây, anh chị có thể thay đổi sang cái màu anh chị thích. Anh chị thích nhìn cái màu mắt nào cho nó sướng cái mắt, cho nó dịu cái mắt anh chị. Tại tùy sở thích của mỗi anh chị sẽ chọn cái màu. Nhưng mà anh chị để ý, đừng có chọn hai màu nó trùng nhau ha. Anh chị phải biết ba up, có nghĩa là cái vòng, cái thanh này á, chúng ta sẽ chọn một cái màu. Ví dụ chúng ta có thể chọn màu xanh thế này. Đó, cái vòng, cái khuôn xung quanh đó, xung quanh của cái thanh đó, thanh nến đó, thì chúng ta màu xanh thế này. Thì ba up rồi chúng ta sẽ chọn full candle. Full candle cũng là cùng màu với ba up luôn ha. Để gì đó để nó cùng màu. Rồi, chúng ta có thể chọn ba down. Ba down là cái vòng khung bên ngoài á, thì chúng ta chọn màu đỏ. Con up có nghĩa là lên. Anh chị nhớ ha. Full có nghĩa là tăng. Up là lên, full là tăng. Ví dụ vậy dễ nhận dạng cái dạng đó. Đó, ví dụ vậy. Đó. Còn ví dụ giống trên cái trường hợp này là gấu, và nó trong tiếng Anh là một con gấu và một con bò tót á, bò tót chứ một con gấu á, viết tắt nha, peer này, pool này, thao đó, ví dụ vậy, để diễn tả cho một phe mua lên và một phe bán xuống á. Thì đó là những thuật ngữ, thì anh chị chọn cái này giảm, con gấu là đề bán ha, con gấu là đề bán, còn pool là con bò á, con bò tót, con bò ái gì đó, bò đấu á, thì nó sẽ màu xanh chẳng hạn. Thì anh chị chọn cái này là phụ cho phe bán, anh chị đổi màu. Đó, ví dụ để màu thì anh chị có thể đổi cái màu nền, bắt rau màu gì đó tùy anh chị ha. Nhưng mình khuyên để màu đen cho nhìn cho mắt, cho nó nhìn cho những cái cặp màu này sắc cho nó rõ. Đó, ví dụ vậy đó, anh chị ok thì sẽ đổi màu nền cho anh chị. Anh chị thấy không? Nó đổi hết cho anh chị. Còn chị không thích màu này, anh chị trở lại màu cũ thì anh chị lót lại cái thân cũ. Rồi xong. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Tùy anh chị ha. Rồi. Thì nếu anh chị chuyển ra khung 30 phút. 30 phút nha anh chị. 30 phút thì nó một cây nến sẽ là 30 phút. Anh chị để ý ha. Một cây nến 30 phút. Đó, tương tự, nếu chúng ta chuyển sang khung thời gian W1, W1 thì nó weekly á. Nó viết tắt là tuần á, thì một cây nến là một tuần. Anh chị để ý ha. Một cây nến là một tuần. Và tháng cũng tương tự. Tháng viết tắt là MN ha. Thì một cây nến là một tháng. Bao nhiêu cây nến thì bấy nhiêu tháng. Đó. Thì chúng ta có thể sử dụng thế này, chúng ta có thể sử dụng một con cursor thế này để chúng ta đo. Ví dụ chúng ta muốn đo biết từ cái vị trí này tới vị trí này là bao nhiêu tháng thì chúng ta đo. Đó, bây giờ chúng ta đo nó có số trỏ anh chị xem. Đó, nó tới 40 mấy tháng đó anh chị xem thấy không? Đó, anh chị đếm từ đây này, từ đây tới đây, con trỏ chuột nó đo cho anh chị luôn, nó kéo đây. Đó, kéo này cho anh chị xem. Đó là hiện tại là từ đó tới đây là 49 tháng, ví dụ vậy. Tương tự như đây, anh chị đo thì anh chị sẽ biết được bao nhiêu ngày. Từ cái vị trí cây nến này tới cây nến này là 30 ngày, tròn 1 tháng, ví dụ vậy. Thì nó sẽ đo cho anh chị, để coi em coi. Từ vị trí này, trong này nó sẽ có một cái trường hợp là một số ngày nghỉ nữa anh chị ha. Nó sẽ hụt một số ngày nghỉ nữa. Mấy ngày nghỉ cho anh chị là ví dụ như thứ bảy, ngày chủ nhật là những cái ngày nghỉ của thị trường nó không có chạy. Nên là anh chị để ý chỗ nào ha. Ngày 20 nó kia rơi chuột là ngày 23, ngày 21 tháng 3 này ha. Anh chị kéo tới ngày hôm nay. Ví dụ vậy. Gồm có 30 cây nến, trong đó trừ ra những ngày nghỉ ra nữa.
Rồi thì tới cái trường hợp này là coi như anh chị là cái nắm cũng khá vững về cái MT4 rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ nắm những cái thông số khác nữa để cho anh chị trong quá trình chuẩn bị giao dịch. Thì em sẽ hiện tại chúng ta chỉ quan tâm tới những cặp tiền sau trong quá trình học. Ban đầu thì chúng ta quan tâm những cặp tiền chính, chúng ta sẽ xóa bớt những cặp tiền khác. Những cặp tiền nào có đồng USD anh chị ha, có đồng USD là những đồng tiền chính. Đây nó hiển thị cho cái màu khác này, sàn này nó hiển thị dễ thương quá, hiển thị màu khác cho anh chị này. Đây là những đồng tiền chính có đồng USD ha, đồng USD nó là đại ca đó, đồng đô la Mỹ là đồng đại ca đó, là nó sẽ có màu đó. Và kế đó là một loại tiền nữa là vàng sâu ha. Có một số nơi khác nó sẽ dùng từ gold luôn, nhưng mà sàn này thì dùng sâu sâu ha, sâu USD thì nó cũng có đồng USD trong này, nên là nó là chính luôn. Thì anh chị có thể mở ra. Và một cái nữa là bạc SAG ha, anh chị để ý cho nè, SAU thì là vàng, SAG USD là bạc, có nghĩa là bạc với USD, so sánh tỷ giá giữa bạc với USD. Ở đây nên hiển thị, anh chị có thể rê chuột lên, hiển thị là silver này thấy không, với USD đô la thấy không đó. Và đây hiển thị lên nè gold thấy không, gold với USD đô la. Rồi anh rê chuột lên nó hiển thị ra là gì, USD đô la với yên Nhật, có nghĩa là tỷ giá giữa đồng USD và đồng yên Nhật. Đồng tiền nào đứng trước là đồng tiền, đồng tiền chính. Còn những cái đồng tiền đứng sau thì nó là giống như hàng hóa, anh chị có tưởng tượng là hàng hóa, trước là tiền sau là hàng hóa, ví dụ vậy. Anh chị để ý cho, chỉ là nhận dạng thôi, nhưng thực ra nó là hai cặp tiền hết á. Đại diện cho một quốc gia, ví dụ như GBP là đại diện cho yên Nhật ha, đó Japanese yên, USD vì đồng đô la, còn AUD là đại diện cho đồng Úc ha. Những đồng tiền Úc, đồng tiền chính, ví dụ như đồng tiền chính này chị xem, Úc này, USD này, Euro này, bảng Anh này, GBP là bảng Anh này, EUR là Euro này, và CAD là đồng Canada này. Anh chị có thể rê chuột vào, anh chị sẽ thấy được những biểu tượng đó. Rồi đây đồng yên Nhật này, và đồng một đồng nữa Swiss franc, đồng Thụy Sĩ nữa. Đồng tiền Thụy Sĩ ha, đồng tiền này cũng khá dữ tợn đó. Anh chị để cái đồng Thụy Sĩ này cũng khá dữ tợn. Đó là những đồng tiền chính chúng ta sẽ giao dịch sau này. Và ngoài ra thì có những đồng tiền chéo, những cặp tiền phụ hoặc là những cặp chéo. Đây là cặp chính, 6 cặp chính, và thêm một cặp vàng nữa là 7 cặp chính, ví dụ vậy. Thì còn lại những cặp chéo khác, anh chị xem những cặp chéo khác đây rất nhiều. Thì những cặp chéo khác thì anh chị sẽ để là nó chéo với nhau, không có USD là nó chéo với nhau này. Đó ví dụ như đồng Úc với đồng Yên, một cặp tiền chéo này. Rồi đồng Úc với đồng New Zealand, NZD là New Zealand ha. Trong này nó có một cặp NUN, còn một cặp tiền chính nữa mà nó chưa hiển thị ra đây. Một cặp đây nữa này, đây NZD với USD là đồng New Zealand ha, New Zealand với đồng USD. Cặp tiền này cũng là chúng ta giao dịch khá thường xuyên ha, chúng ta giao dịch khá thường xuyên. Đây chúng ta cũng mở ra đây luôn đó. Thì những cái cặp tiền thế này thì anh chị để ý ha, đó anh chị để ý cái chỗ này là mình sẽ đọc gắn sau này. Ví dụ em nói NU là anh chị trong quá trình giao dịch em nói nhắn cho anh chị là NU, thì anh chị phải biết là N viết tắt của New Zealand ha, và U viết tắt của USD, có nghĩa là em đặt viết tắt là chỉ NU thôi, em chỉ viết NU thì anh chị phải biết đó là đồng New Zealand USD. Em đặt là em viết tắt là sâu thì anh chị phải biết đó là vàng, và em viết tắt là UZ, viết chữ U và chữ Z thì anh chị phải biết là đồng USD y Nhật. Đó là những từ viết tắt sau này để em gọi, là có nghĩa là viết tắt hai chữ cái đầu của cặp tiền AU, viết tắt chữ AU để cho anh chị nhận dạng thì nó chính là đồng Úc với USD đó. Riêng có hai cái đồng tiền mà sẽ trùng với nhau là U Canada và UCHF. Thì cách nhận dạng để trong quá trình em chat em hỗ trợ sau này là cách nhận dạng như sau, là ví dụ như em viết tắt UC là USD Canada, viết tắt UF thì USD và CHF. Thì trong quá trình giao dịch sau này anh chị xem đây nó có cái hiệu này thấy không, những lúc chat á mình sẽ chat nhanh, mình trao đổi nhanh
Đây nó có là F là CF này, C là viết hiện ra, cũng như là nó hai cái nó cùng nhau chữ C hết, nên chúng ta sẽ lấy ký hiệu là UF và UC. Đó, vì thế để chúng ta sẽ nhận dạng ra cái đó để chúng ta biết, để sau này để chúng ta khỏi bị lẫn lộn là UF là cái gì, UC là gì. Ở đây em sẽ dạy nó hết ra luôn để anh chị sau này khi giao dịch tài khoản riêng với em thì anh chị sẽ không bỡ ngỡ nữa. Đó, thì đây là những cái thông tin anh chị sẽ nắm những cặp tiền chính. Còn những cặp tiền chéo, đây những cặp tiền khác, thì sau này giao dịch cặp tiền nào anh chị khi mà làm chủ được những 8 cái cặp tiền chính thế này, một hai, em chị mở ra còn một cái đồng, đây còn một đồng mà bắn đây. Mấy cặp tiền chính thế này anh chị sẽ giao dịch, mở hết ra anh chị sẽ giao dịch. Đó, đây anh chỉ cần phân tích giùm em những cái cặp tiền này thôi, trước mắt là những cái cặp tiền này là đủ rồi. Hai bạc thì chúng ta có thể bỏ ra, chúng ta không cần thiết. Chúng ta có thể 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thôi, 8 cặp tiền này thôi. Anh chị bước đầu học 8 cặp tiền này cho em là được rồi. Sau này có trình độ thì chúng ta sẽ nâng level lên cho 20 cặp tiền khác nữa. Và tạm thời chúng ta sẽ thế này. Rồi, thì mỗi cặp tiền như thế này nó đều có một cái điểm giống nhau, đều tên nhận dạng giống nhau hết. Thì mọi thứ là tại vì tỷ giá của từng cặp tiền nó sẽ khác nhau, cái tỷ giá nó sẽ khác nhau. Để mà đại diện cho những cái đồng tiền như thế này, họ sẽ dùng số bip để đại diện. Chứ tại vì mỗi cặp tiền nó có tỷ giá khác nhau này, chúng ta không có, chúng ta sẽ mượn ra một cái tên gọi riêng là bip để chúng ta đại diện cho cái mỗi đồng, để coi bip em chị đây đại diện. Thì dùng cái bip này anh chị có thể xem thêm những tài liệu khác, họ nói rõ về cái vấn đề này. Nhưng mà chúng ta biết là phần lớn dùng để đo lường thôi, dùng đến một cái ký hiệu, sau này anh chị sẽ dùng hoài, anh chị quan ký hiệu để đo lường sự biến động của giá, có nghĩa là biến động của giá của từng cặp tiền, tại mỗi cặp tiền tỷ giá khác nhau mà, nên chúng ta sẽ dùng để đo. Thì cái đơn vị này là dùng chung cho tất cả luôn, tất cả các cặp tiền, chứ không phải chỉ dùng riêng cho một cặp tiền nào đó, ví dụ vậy. Rồi sau đó thì và anh chị biết luôn là bip này á, thì nó sẽ cái bước của nó là sẽ là một bước nhỏ nhất của nó là một bip, nhỏ nhất là một bip ha anh chị, đi bước nhỏ nhất là một bip. Một bip thì anh chị xem chỗ này cách nhận dạng bip như sau, em thử nghiệm trước cho anh chị cặp AU ha. Thì anh chị có thể học lý thuyết anh chị gái, nói anh chị để cái số này bên này, đây anh chị để cái số này đây. Em có cái công cụ này là nó cho những người mới để nhận ra. Công cụ này nó có cái tên đây, để anh chị muốn mở ra indicator là anh chị lít phải chuột lên cái này giùm em ha. Property là đây, indicator lít này. Mở này lên. Thì trong cái template này nó sẽ có sẵn những cái công cụ thế này. Có sẵn hết những công cụ mà sẵn em để sẵn cho anh chị rồi. Đây, thì trong này nó có công ty là ATM, Pool này, Market Frame này, thì nó hiển thị ra cái này để cho em dễ giải thích cho nó rõ hơn cái này. Sau này chúng ta không cần dùng cái này đâu, dùng trong quá trình căn bản thôi. Thì cái công cụ này để giúp cho anh chị nhìn thấy cái giá thế này. Thì anh chị để ý chỗ này, thì sau cái dấu chấm thập phân này nó có 4 số, thì cái số cuối cùng chính là số bip. Đây số cuối cùng đây anh chị, số 1 này, số 1 cuối cùng này chính là số bip. Và cái số nhảy bên dưới này là số point. Có nghĩa là số point có nghĩa là bằng nó một bip nó sẽ bằng 10 point, là cái đồng nhỏ hơn á, có thể là nó tính point nó nhảy ra. Một số sàn nó sẽ không có số này anh chị ha, số sàn nó không có, số sàn nó chỉ có bốn cái số cuối cùng này, bốn số này thôi, nó không có point này, thì anh chị cũng đừng bỡ ngỡ, không có thì cũng đừng bỡ ngỡ ha. Thì số này là số nhỏ, thường xuyên là 0.6, 0.3 nó nhảy liên tục vậy đó, ví dụ vậy. Nhưng mà là tới 10 point mới được là một bip, nên là anh chị để chỗ đó. Thì anh chị quan tâm cái số bip thôi, tại vì một bip thì chúng ta sẽ biết được chúng ta săn bip hàng ngày, một ngày chúng ta kiếm được bao nhiêu bip, mấy chục bip, hai ba chục bip gì đó, thì chúng ta quan tâm số bip thôi, chúng ta không cần quan tâm point ha. Rồi cái đây sau đó cũng tương tự, cái đây là hàng đơn vị của bip. Rồi cái số tiếp theo là hàng chục, số tiếp theo là hàng trăm. Đó, số tiếp theo là hàng ngàn. Đó. Nhưng mà chúng ta trong khả năng chúng ta thì chúng ta chỉ quan tâm hai con số cuối, nhưng ba số cuối là chính thôi.
chúng ta có thể giao dịch trong 300 bip. Đó, này đây là một bip này, là hai bip này, hai bip nó tăng lên là 62 bip này, là lên tới 462 bip thôi, ví dụ vậy. Chúng ta quan tâm những con số cuối thôi, còn số đầu là lên tới hàng ngàn bip thì chúng ta cũng không ái nhiều lắm đâu. Chúng ta sẽ quan tâm. Rồi ví dụ vậy. Đó, thì chúng ta quan tâm số cuối là bip ha. Ví dụ trạng thái này thì bây giờ làm sao để đo được bip? Thì sẽ chỉ cho anh chị cách đo bip luôn. Để chúng ta biết được, ví dụ như chúng ta có một lệnh bán. Một lệnh bán ngay về từ vị trí này đi. Đây. Ngay vị trí này. Những anh chị nào lỗi thì phải thoát ra vào lại. Có anh chị nào nghe rõ không? Có anh chị nãy giờ có anh chị nào không nghe không? Anh chị nào lỗi thì thoát ra vào lại ha. Rồi, ví dụ anh chị muốn đo thì thường xuyên đo cái này nó cũng không chuẩn lắm, tại do chúng ta rê chuột chúng ta kéo nó không chuẩn lắm. Thì ví dụ đây, ví dụ chúng ta đo từ đường line màu đỏ thế này. Chúng ta rê chuột, chúng ta chọn vô điểm này, chúng ta rê chuột từ bên đây, chúng ta đo từ trên này, chúng ta kéo đè chuột, chúng ta kéo xuống tới vị trí này. Thì chúng ta thấy được cái anh chị xem ba cái dòng ở dưới á. Ba cái dòng icon số nhỏ dưới, đầu tiên là số 0 là diễn tả cho là chúng ta đang một cái nến. Và cái số tiếp theo là 739. Thì cái số đó là 739 point. Đó, 739 point thì chia nó ra 10 thì sẽ còn là 73.9 bit. Đó, anh chị đi. Và cái số cuối cùng của cái dòng ma chỗ con trỏ chuột đó, cái dòng chữ cuối cùng á là 0.74618 thì nó chính là cái vị trí giá mà chúng ta đang dừng ở con trỏ chuột. Chúng ta chỉ quan tâm là ngay chỗ vị trí 73.9. Đó, ví dụ chúng ta nhích lại 75 bip này, 76 bip, 70 bip rồi đã tới đây 70 bip, ví dụ vậy. Chúng ta chỉ quan tâm là bip 70 bip là có nghĩa là chúng ta bán từ trên này tới vị trí hiện tại đây là được 75 bip, là chúng ta đang có lợi nhuận được 75 bip. Đó, ví dụ vậy. Anh chị xem cho đó, ví dụ đó là cách đo bip ha. Anh chị có thể kéo, ví dụ anh chị có thể kéo từ trên đỉnh này chỗ này bán, ví dụ anh chị bán chỗ này anh chị kéo xuống tới này, anh chị kéo xéo luôn á, kéo xéo cái dọc diện được á, nó tính đều tính ra đúng hết á. Chỉ cần để chuột tới cái vị trí chỗ nào đó là nó sẽ tính đúng vị trí đó. Ví dụ anh chị để tới đầu mút trên này thì anh chị đang có là từ trên đó xuống đây anh chị có được 290.8 bip, là 2908 point. Đó, anh chị để chỗ này có nghĩa là anh chị bán từ trên đỉnh mà anh chị xuống đây lời được 290 mấy chục bip vậy đó, ví dụ vậy đó. Đây, ví dụ vậy. Từ đây tới đây là anh chị có được 75. Từ đây tới đây anh chị sẽ có được 170. Và từ đây tới đây anh chị có được 277. Ví dụ vậy. Anh chị bỏ số boy cuối cùng điện được. Nó nhỏ. Anh chị chỉ cần quan tâm có số lớn thôi. Thì đây là cái tương đối. Sau này nó sẽ có một số cái phần mềm, con số cái nơi để nó tính cho anh chị chính xác luôn cái bip mình kiếm hàng ngày luôn. Cái chuyện đó là sau này em sẽ chỉ cho anh chị sau. Tạm thời anh chị biết cách như đo như vậy đó. Trước mắt là vậy đó. Rồi, đơn vị tiếp theo chúng ta quan tâm nữa chính là lot. Cái thường sử dụng trong này là cái lot ha. Anh chị phải để chỗ này. Đơn vị tiếp theo là lot. Nó viết tắt là LOT á. Anh chị có thể xem lại hướng dẫn lot. Thì chuẩn của giao dịch này là phải 100.000 đô chúng ta mới mua được một lot, bán một lot. Có nghĩa là 100.000 đô chúng ta mới giao dịch được một lot. Đó. Thì một lot này khá lớn nha anh chị. Đừng có giỡn như một lot này đó. Thường xuyên chúng ta tài khoản 1.000 thì chúng ta chỉ giao dịch 0.01 lot. Còn mà để giao dịch một lot thì tài khoản sẽ gấp là 100 lần cái đó. Đó. Nên là anh chị đấy. Nhưng mà cái chuẩn đo của thế giới là một lot là 100.000. Có nghĩa anh chị muốn giao dịch một lot tài khoản anh chị phải có 100.000. 100.000 đô á. Nếu chị không có thì bắt buộc anh chị phải sử dụng một thuật ngữ nữa gọi là đòn bẩy, thì lát em sẽ nói trên đòn bẩy. Thì cái lot này á nó có giá trị là như thế là 100.000 đô. Thì nếu như một số sàn nó sẽ sử dụng tới là mini lot
thì cái mini lot thì là sử dụng 10.000 đô chẳng hạn, nó sẽ thay đổi, nhưng mà chúng ta chỉ quan tâm tới một lot là 100.000 đô thôi. À, nên là chúng ta sẽ sử dụng cái thông số đó là chính. Rồi thì bình thường chúng ta tài khoản chúng ta sẽ không có đủ tiền để chúng ta giao dịch, ví dụ chúng ta 5.000 đô, tài khoản chúng ta chỉ có 5.000 đô thôi đúng không, thì chúng ta không thể nào chúng ta sẽ mua được một một cái gì hết, mua được cái gì hết á, nếu 5.000 đô này mà chúng ta chia ra làm sao mua được một lot, không mua được cái gì hết, và cũng không mua được cái số tiền nhỏ, tại vì không đủ tiền để mà mua cái đó. Vì thế là sàn nó sẽ cho anh chị mượn một cái đòn bẩy, hồi nãy anh chị là đang sử dụng đòn bẩy, em khuyên anh chị sử dụng một 100 á, một 500 đó, anh chị còn nhớ cái chỗ đó không, à, một 100, một 500. Ờ, đây đây, new new demo account đây. Nó có thông số này này, leverage này, leverage này á, sử dụng cho đầu bãi. Thì bình thường anh nếu anh chị bỏ ra 1.000, anh chị có 1.000 thì anh chị không thể nào mua được một lot, mà anh chị muốn mua một lot thì anh chị phải sàn nó phải cho anh chị mượn 100 lần, có nghĩa là nó sẽ tự bỏ vốn ra, nó nâng tài khoản cho anh chị lên thành 100.000, 1.000 nó cho anh chị thêm 100 lần nữa thì anh chị được 100.000, thì lúc đó anh chị sẽ giao dịch được một lot dưới sàn đó. Thì đó là công dụng của cái đòn bẩy thế này. Thì ví dụ 200 thì anh chị sẽ nâng lên gấp đôi là anh chị giao dịch được hai lot đó. À, 500 thì anh giao dịch được đó, mình tăng lên. Nhưng mà em khuyên anh chị không phải cứ đúng đúng thế này, có 1.000 bỏ ra một một 100 là chúng ta sẽ giao dịch một lot đâu nha. À, giao dịch một lot nó âm một phát là nó cháy tài khoản liền. À, nên là chúng ta sẽ sau này chúng ta sẽ học quản trị vốn. À, tuy chúng ta sử dụng đòn bẩy 100 nhưng 1.000 chúng ta chỉ giao dịch là 0,01 lot thôi, thì sau đó sẽ có những công cụ cho anh chị tính chuyện đó, nên chúng ta sẽ biết trước cái thông số kỹ thuật vậy thôi, để làm quen trước là lot bit là gì thôi. Rồi thì những cái vấn đề mà tính toán lời lỗ cặp tiền nào, ví dụ như một bit bao nhiêu đô thì mỗi cặp tiền nó sẽ có giá trị khác nhau, thì anh chị có thể xem lại mấy cái sách tài liệu nó hướng dẫn cho anh chị cái tính toán. Ở đây em sẽ không hướng dẫn cho anh chị tính toán là cặp tiền nào một bit là bao nhiêu đô ha. À, những cái đó thì anh chị có công thức rồi, anh chị chỉ việc làm theo hướng dẫn ráp vô thôi. Thì cũng sẵn đây em sẽ nói là một số cặp tiền nó đặc biệt hơn tí, để anh chị nắm về cái bip lot nó sẽ khác một tí. Với cặp tiền những cặp tiền mà dạng mà đây anh chị xem, những cặp tiền mà nhỏ nhỏ thế này á, những cặp tiền mà số tiền mà tỷ giá nó nhỏ nhỏ thế này á, thì nó có bốn số cuối, anh chị xem thấy bốn số cuối không, bốn số cuối. Nhưng một số cặp tiền có giá tỷ giá nó lớn như đồng đồng USD so với đồng yên Nhật thì tỷ giá lớn, thì lúc đó chị xem nó không còn là bốn số cuối nữa, mà nó còn có hai cái số cuối, sau gió tập phan chỉ có hai số cuối thôi. Thì lúc đó con số thứ hai, số thứ hai anh chị ha, là số bip, không phải con số thứ bốn như nè, anh chị để cho đó, và con số tiếp theo là nó lên cái hàng chục như vậy đó, ví như đây đó, anh chị để chỗ này đó, thì những cặp tiền tỷ giá nhỏ này ha, anh chị xem là nó có bốn số thập phân, nhưng mà cũng những cặp tiền có tỷ giá lớn, những tỷ giá lớn thế này, tại vì đồng yên Nhật nó rất nhỏ, đi em Nhật nó có mấy trăm đồng mà, nó có mấy so với tiền nó rất nhỏ lắm, so với thế giới nhỏ lắm, nên tỷ giá nó cực kỳ lớn. Tỷ giá lớn thì lúc đó họ sẽ thay đổi cái số là số cuối, số thứ hai thập phân thứ hai là số bip, kế đó là hàng chục bip đó, anh chị đi chỗ này là một số cặp tiền anh chị phải nhận dạng cho đó. Rồi còn một cặp tiền đặc biệt nữa anh chị phải biết chính là đồng tiền vàng. Vàng nó không tính theo số bip mà người ta hay giang hồ nó hay tính bằng giá anh chị nhé, tính bằng giá, anh chị để ý chỗ này, thì bip của nó là tới 100 lần lận, nếu một giá của nó trên nó tính là bip là nó hàng lên hàng trăm lần, nó gấp trăm lần lận. Tiền á, biến động của vàng một lần giao dịch vàng thì tiền của nó ăn có thể nó gấp 10 lần tiền của cặp ngoại tệ vàng chúng ta thấy giao dịch. Ví dụ như với số lot đó mà chúng ta giao dịch dưới thằng ngoại tệ thì chỉ có 1 đô, mà với số lot đó chúng ta giao dịch với vàng thì sẽ 10 đô, nó sẽ gấp 10 lần, và số bip sẽ gấp 100 lần, có số bip vàng sẽ gấp 100 lần. Vì thế chúng ta không dùng số bip để chúng ta tính, mà vàng chúng ta sẽ dùng số giá. Dạ anh chị để nhớ giá ha. Thì số tài phần sau cùng chúng ta không dùng bip gì nữa, mà chúng ta là 0,1 giá,
và số trước này là một giá. Ví dụ từ 1252 nó nhảy lên 1252.2, nó nhảy lên 1253.2 thì chúng ta sẽ lên được một giá, một giá vàng. Chúng ta sẽ nói là sau này chúng ta giao dịch vàng là cho kiếm được 40 giá, để kiếm được 20 giá, 30 giá, chứ trong chúng ta không nói là bíp nữa, tại nói tới bíp là nó lên tới mấy ngàn bíp lận. Để anh chị xem khóa khứ chúng ta giao dịch đây, vàng nó lên tới mấy ngàn bíp này, không để đây nên nó tính tổng tổng lợi nhuận nó sẽ lên tới mấy bíp, nó 1243 bíp lận. Ví dụ như nó lên tới 4000 mấy bíp là anh chị xem, thấy không? Đó. Còn mấy cặp này là những cặp khác là tính dài bíp, nhưng mà vàng lên tới 4000 mấy bíp lận, nên là chúng ta phải để ở đây để tính bíp, tại tổng kết chúng ta là bíp, nhưng mà thực ra trong giang hồ người ta gọi là giá. Anh chị đấy, ví dụ như 1251 lên tới 1261 thì chúng ta sẽ được 10 giá vàng, và chúng ta stop loss bao nhiêu giá vàng. Đó là những thông số mà chú ý, anh chị chú ý chỗ này, sau này chúng ta giao dịch vàng. Còn phần lớn chỉ đơn giản là những thông tin vậy thôi, là anh chị sau này bước đầu anh chị sẽ nắm như thế. Rồi để em coi cho coi. Rồi còn một những cái thông tin nữa anh chị cần để ý, những thông tin về căn bản nữa là cái chỗ mà bit GS anh chị để chỗ này. À, đây anh chị vào đây, anh chị để chỗ này ha, hai cái giá, giá bit và giá ad. Thì cái giá này á, phần lớn á, là bit là đại diện cho giá mua đó, còn ad là đại diện cho giá bán đó. Thì giá bit thì nó luôn luôn thấp hơn giá ad, thì mấy cái này là lý thuyết căn bản, anh chị có thể xem sách đọc sách nó có thể nói rồi. Nhưng mà em nói cái đây là quan trọng là cái hai cái thông số này trừ cho nhau thì gọi là spread. Cái phí spread á, là rất quan trọng á. Phí spread là giữa trên lệch giữa hai giá bit và giá ad, thì nó chính cái phí đó là khi chúng ta giao dịch một cặp tiền chúng ta sẽ bị trừ cái số phí gọi là phí spread. Thì rất nhiều sàn phí spread nó rất cao, nó có thể lấy tới 2-3 bip, mà thường xuyên chuẩn á, một bip mà một lót chuẩn là mắc 10 đô, một lót chuẩn của một cặp tiền chuẩn là 10 đô. Vì thế chúng ta mắc, nếu chúng ta giao dịch những cái sàn đẻo, những cái sàn mà không đúng những sàn mà em đưa cho anh chị á, thì anh chị giao dịch một cặp tiền anh chị có thể mắc tới 30, 40 đến 50 đô phí. Có nghĩa anh chị giao dịch một lót chỉ mắc 40-50 đô. Có nghĩa là anh chị chưa kiếm được tiền mà anh chị đã mắc đóng tiền rồi. Vì thế rất cẩn thận cái thông số này ha. Thì những cái thông số này anh chị xem trên mỗi một cái sàn. Trên mỗi một cái sàn nó sẽ có hướng dẫn cho anh chị những thông tin thì anh chị có thể lên tham khảo. Nhưng mà những cái sàn em đưa này thì là chuẩn spread phí là cực kỳ rẻ rồi, anh chị yên tâm chuyện đó. Nhưng mà nếu anh chị có giao dịch những sàn khác, không giao dịch những sàn em giới thiệu, thì nhớ để ý chỗ đó. Còn nếu không là anh chị sẽ bị tốn phí rất nặng ha. Anh chị xem ở chỗ này những cái thông tin này, ví dụ đây, đó đây, nó giao dịch có thể là từ 0.0 bip luôn, nhỏ luôn, nó ký hiệu, một số sàn khác sẽ ký hiệu khác đây. Anh chị có thể vào đây để xem. Vào đây xem. Này nó không có ghi rõ ra đây. Đây anh chị vào đây đi, anh chị so sánh cho nó dễ. Đây như nãy anh chị thấy này không, vào đây nó có cái tài khoản standard thì nó có một bip này anh chị xem, không phí này, phí spread này, thấy không, spread này chính là trừ của hai giờ hiệu của hai cái số bit á, là chúng ta sẽ bị mắc cái chỗ này. Nếu mà chúng ta giao dịch một lệnh mua thì chúng ta sẽ bị trừ ngay từ lúc đầu mua luôn, là sẽ bị âm một tí. Ví dụ chúng ta mua lên phát là bị âm mất mấy đô hay là mấy chục đô gì đó, hay mấy đô gì đó, mấy đô hoặc không phải mấy đô gì đó, là đến là nó trừ ngay. Còn lệnh bán thì chúng ta sẽ trừ sau khi chúng ta kết thúc lệnh. Ví dụ vậy. Thì nếu mà tài khoản của standard thì nó sẽ trừ một bip là anh chị sẽ mất 10 đô chẳng hạn. Thì vì thế em mới khuyên anh chị xài cái tài khoản TrueSend, là bip này nó sẽ rất thấp. Có thể không phải mấy bip thôi, nó sẽ trừ chỉ là tí tẹo thôi, sau đó nó sẽ thu cho anh chị là 3,5 đô cho một lần mua. Thực ra nó trừ là 7 đô đó, 3,5 đô cho một lần mua. Xong rồi anh chị thoát lệnh là trừ thêm 3,5 đô nữa, là tổng là 7 đô. Có nghe 7 đô trên một lot.
7 đô trên một lot trên một lần giao dịch, thì chị mắc phí 7 đô này dưới 0, mấy bip này thêm mấy đô nữa thì nó vẫn thấp hơn nhiều so với một bip chuẩn thế này ha. Phát triển là mình sẽ sử dụng cái này sẽ phí rẻ hơn rất nhiều. Còn những cái cặp tiền trong này nó có một cái vùng so sánh tất cả giá bip, thì anh chị có thể lên đây tìm để sau này chúng ta mỗi một sàn nó sẽ có một cái chuẩn, ví dụ như sàn FX Pro là cũng khá nổi tiếng ở Việt Nam đó. FX Pro cũng khá nổi tiếng ở Việt Nam, nhưng sàn này đâu ship, thì sàn này sau này em hướng dẫn cho anh chị để dùng để giao dịch chứng khoán thôi, chúng ta không giao dịch ngoại tệ vì số risk này khá cao, phí khá cao. Nhưng đặc biệt cái sàn này thì nó lại có cái tiếng Việt cho anh chị, có tiếng Việt cho anh chị, nhưng sắp tới thì xem kỳ cũng hiển thị luôn. Ở đây nó hiển thị cho anh chị đây. Thì trên này nó cũng có một cái chi phí spread này kia, nó đều sẵn ở đây cho anh chị luôn, thì anh chị có thể nghiên cứu thêm thêm thông tin cho nó. Ở đây này, ở đây sàn này nó để rõ ra cho anh chị xem đây. Anh chị xem. Đây. Này. Với cặp AU này thấy không? Anh chị này, biến động của anh chị là mất một phần mấy bit này, thấy anh chị xem, thấy không? Một phần mấy bit này, trung bình đó, ví dụ vậy. Một phần mấy bit thì anh chị qua mất là khoảng cỡ mười mấy đô đó, mất mười mấy đô một lần giao dịch cho một lot. Đó, anh chị mua bán sau này sẽ bị mất cái đó. Thì những thông tin này anh chị có thể nghiên cứu thêm sau này, mở rộng thêm. Chúng ta không tập trung nhiều cái thông tin đó. Thì chúng ta giao dịch hoài, chúng ta sẽ quen được chúng ta sẽ bị mất bao nhiêu tiền, phí bao nhiêu. Ví dụ vậy, để chúng ta nắm được cái thông tin đó. Rồi, còn sẵn đây em sẽ bổ sung thêm một vài cái yếu tố nó về mở cửa của sàn nữa, để cho anh chị nắm luôn. Thì bip lot thì anh chị có thể xem lại những video để nói thêm để anh chị hiểu. Còn thì bây giờ anh chị để ý vào cái giờ mở cửa. Thì hiện tại phần lớn chúng ta sẽ giao dịch những cái sàn đóng mở cửa giờ New York ha, nó cũng là chuẩn hiện nay, thì chỉ có vài sàn hỗ trợ chính xác nhất đóng mở cửa giờ New York, thì anh chị có thể lên trên trên đây New York anh chị có thể search những cái từ khóa mà liên quan tới tới sàn. Gọi là open close broker ha, broker sàn viết tắt broker, ví dụ à. Anh chị broker sẽ search những cái từ khóa gì đó thì nó sẽ hiển thị ra những cái sàn mà đóng mở cửa giờ New York chẳng hạn. Ví dụ đây thì đây là anh này là một bậc thầy cũng về forex cũng khá hay, thì anh có nói là về vấn đề về sàn đóng mở cửa giờ New York, thì anh chị có thể tham khảo thêm. Ví dụ vậy, thì khi mà chọn những cái sàn mà không phù hợp với đóng giờ cửa mà giờ New York thì nó sẽ lệch cái nến, lệch cái nến thì sau này chúng ta sẽ bị giao dịch, chúng ta bị sai. Chúng ta ví dụ như cái sàn này là nến pin 3 mà sàn khác thì là nến khác, nên chúng ta lại bị trở ngại. Thì đây là một cái nơi mà nó hướng dẫn cho anh chị những cái sàn nào mà đóng cửa giờ New York. Ở đây là trong những cái sàn, thì những cái sàn này là hỗ trợ cho việc đóng mở cửa giờ New York ha. Thì những cái sàn chúng ta là có hết này ha. Đây, EC Market đây. Và tiếp theo nữa là FB Choice này, có nè. Và tiếp theo nữa Pepper Stone này ha. Những cái sàn này chúng ta đang giao dịch là đều. Và FB Pro cũng đóng mở cửa giờ New York chẳng hạn, ví dụ vậy. Thì những cái sàn chúng ta giao dịch đang là chuẩn rồi, nên chúng ta cũng không quan tâm nhiều. Rồi, quan trọng nữa là anh chị biết giờ mở cửa đóng cửa sàn nó có hai loại giờ. Giờ thứ nhất là giờ giữa mùa mùa hiện tại đang này là mùa hè với mùa hạ, thì sàn nó sẽ mở cửa vào 4 giờ sáng, mở đóng cửa vào 4 giờ sáng ha, 4 giờ sáng giờ Việt Nam á, em đang nói là giờ Việt Nam. Còn nếu mà một số nó rơi vào mùa, ví dụ sắp tới là chuyển sang là mùa thu, mùa đông và mùa xuân, thu hạ thì mở cửa là đóng cửa là 4 giờ sáng, nhưng mà rơi vào mùa xuân và dưới cái mùa đông
thì sẽ mở cửa sàn là 4 lúc 5 giờ sáng. Anh chị nhớ 5 giờ sáng nha, có nghĩa là nhiều lúc dạy 4 giờ sáng nó sẽ đóng cửa, mà là phải 5 giờ sáng nó mới mở cửa đó. Tùy cái loại giờ đó thì sau này anh chị sẽ nắm rõ hơn chuyện đó. Để mà biết được giờ mở cửa đóng cửa rõ ràng nhất thì anh chị vào cái trang web này, Forex Factory ha, .com. Chỗ này thì những video sau này cũng có hướng dẫn cho anh chị rồi, anh chị xem. Thì anh chị kéo xuống dưới cùng nó sẽ có cái giờ mở cửa đóng cửa đây, mở cửa đóng cửa đây. Thì hiện tại trên này nó đang sử dụng giờ, cái giờ này là chưa đúng cái giờ của một Việt Nam, nên chúng ta sẽ chuyển cái giờ này sang giờ Việt Nam đó. Thì lúc đó chúng ta sẽ biết được giờ đóng cửa mở cửa Việt Nam, giờ Việt Nam là GMT còn 7 ha. Chúng ta sẽ chuyển, chúng ta tắt cái chế độ này đi và chúng ta xem lại, xem lại rồi chúng ta sẽ vào lại trang chủ. Thì lúc này là giờ Việt Nam đang là 9 giờ ha, đang là 9 giờ. Thì anh chị kéo xuống dưới cùng anh chị xem lại đây đó. Thì lúc đó giờ mở cửa là những cái sàn sau đây. Sàn đầu tiên là Sydney ha, Sydney là bên Úc á, thì sẽ họ sẽ mở cửa từ 4 giờ sáng, là 4 giờ sáng là chúng ta được phép giao dịch rồi. Và Sydney mở cửa từ 4 giờ sáng đến 1 giờ chiều là họ đóng. Và tiếp theo là Tokyo, Tokyo là bên Nhật Bản ha, họ sẽ mở cửa lúc 7 giờ sáng đó, và đóng cửa lúc 4 giờ chiều Việt Nam. Thì giờ dao động đẹp là từ 7 giờ đến tới 1 giờ là giờ dao động giữa Úc và đồng yên Nhật. Thì những giai đoạn này chúng ta hay giao dịch những cặp yên và những đồng Úc, đồng yên là hay giao dịch là mạnh. Anh chị để ý chỗ đó, giờ mở cửa đoạn này đó. Thì chúng ta giao dịch những cặp tiền đó, nhưng mà giai đoạn này nó giao dịch chỉ là mấy chục pip, vài chục pip thôi, lên đi y ạch. Tại số người giao dịch ở Úc, châu và châu Á này, số người mà chơi về lĩnh vực này nó ít lắm, nó không có phát triển mạnh, nên là số lượng người giao dịch nó rất ít và nó không máu lửa. Cái giờ máu lửa quan trọng nhất là cái giờ từ 2 giờ, 2 giờ đến tới giai đoạn là 10 giờ 1 giờ đêm. Đây, 2 giờ 10 giờ đêm chỉ là tại giờ 2 giờ là bắt đầu giờ của London mở cửa, bên châu Âu mở cửa. Và tiếp theo là từ 7 giờ tối là giờ của Mỹ mở cửa. Thì giai đoạn giao nhau giữa các sàn, giao nhau này anh chị xem này, mấy cái đường này nó giao nhau này không, cái đoạn này nó giao nhau, thì giai đoạn từ 7 giờ đến 11 giờ là giao động cực kỳ lớn, số pip có thể dao động lên tới hàng trăm pip, nó nhảy hàng trăm pip, dao động cực kỳ lớn. Nên anh chị giao dịch cái giai đoạn mà muốn kiếm tiền thì trong giai đoạn này giao dịch tốt nhất. Là ví dụ nó tiện cho những anh chị nào đi làm việc sáng sớm, anh chị là phân tích thị trường phải không, phân tích thị trường, phân tích xong đóng máy tính lại đi làm, tới tối về các anh chị sẽ xem kết quả của mình, nó sẽ nhảy nhảy nhót như thế nào đó, rồi qua ngày hôm sau nó nhảy nhót thế nào đó, cũng vào những giờ này anh chị phải để ý cho nó. Những cái giờ này anh chị có thể tham khảo trên trang web này. Những video sẵn thì đã có sẵn hết rồi. Rồi đó thì đơn giản thì hôm nay là buổi học chúng ta coi như đã xong về tất cả về các căn bản cho anh chị, các thuật ngữ cũng như các căn bản sử dụng MT4, mở tài khoản, rồi các giới thiệu sơ và các mở cửa đóng cửa của các sàn đó. Thì buổi học hôm nay sẽ kết thúc ở đây. Các anh chị có thể về xem lại, về xem lại, hoặc là anh chị nào trong giờ nãy giờ anh chị nào không hiểu chỗ nào đó thì anh chị có thể đặt câu hỏi, em sẽ giúp anh chị trả lời, trả lời để anh chỉ cho anh chị những cái học cần thiết. Rồi các anh chị nào có đặt câu, có thắc mắc gì không, câu hỏi gì không? Có anh chị nào không hiểu chỗ nào thì anh chị cứ nói ha. Hôm nay chỉ là buổi đầu vậy thôi, anh chị sẽ trong đêm nay em sẽ build video này, và trong sáng ngày mai sẽ có video và em sẽ gửi thông báo cho anh chị để anh chị lên ôn lại, xem lại và anh chị làm theo những gì em chỉ. Thì buổi đầu chúng ta sẽ chưa có gì học đâu, bắt đầu từ buổi thứ hai trở đi là cực kỳ nặng ha. Thứ sáu tới là học cũng cực kỳ nặng, nên anh chị phải chú ý, phải ôn lại giùm em. Rồi có anh chị nào thắc mắc gì không? Ví dụ em nói nhanh quá, hoặc là đi nhanh quá, anh chị hiểu không kịp chẳng hạn, những cái gì anh chị nói để lần sau video sau em sẽ điều chỉnh lại. Anh chị nào không hiểu thì cũng cũng chưa vội đâu, anh chị có thể xem đi xem lại 2-3 lần là anh chị sẽ hiểu. Rồi có anh chị nào thắc mắc gì không?
Anh chị thắc mắc gì anh chị cứ việc gõ cái nội dung cho đây ha, gõ cái nội dung cho đây. Đó, ví dụ vậy. Thì có thể buổi đầu anh chị có thể chưa thắc mắc gì, anh chị có thể dùng câu hỏi đó để đặt vào buổi sau, đặt vào buổi sau cho em, không ảnh hưởng gì hết. Rồi nếu mà không kịp đó, thì không có đặt câu hỏi trong buổi học, tại nó mắc giờ, thì anh chị có thể chat trong group, anh chị có group rồi, anh chị chat trong đó hỏi, thì em sẽ giải đáp. Rồi, ok. Vậy hôm nay chúng ta sẽ dừng buổi học ở đây. Hẹn các anh chị ở buổi học vào ngày thứ sáu sắp tới ha. Chào tạm biệt tất cả các anh chị.